Chương 311, Đấu tướng 4. Phong trại chủ nhìn về phía này, quát, "Cố Sơn Tây, Lưu Đao Nhi, có tình hình quân địch. Các ngươi đi theo ta, người còn lại không được nghỉ ngơi, đều đi." Cố Tây Sơn và người đàn ông mặc dài đều nghe theo lệnh, vỗ áo đi theo. Phong trại chủ mệnh lệnh phát ra, mới đi về hướng tây trại, đột nhiên dừng lại xoay người, bỗng nhiên nhìn người đàn ông nghèo túng đó mọi người chỉ thấy trên mặt phong trại chủ lộ ra biểu tình vô cùng phức tạp giống như không tin lại giống như kích động còn mang theo ý bi thương vô tận phong trại chủ từng bước đi tới người đàn ông nghèo túng trong mắt đã rưng rưng ra sức nói ngài đến rồi ngài đến rồi gã không biết nói bao nhiêu cái ngài đến rồi nước mắt đã theo khóe mắt chảy xuôi xuống mọi người tràn đầy hoang mang mọi người đều biết xưa nay phong trại chủ là người đàn ông đổ máu không đổ lệ vậy phong trại chủ tại sao lại khóc người đàn ông nghèo túng nhìn phong trại chủ thần sắc thổn thức chỉ trả lời một câu ta đến rồi hắn chỉ là ba chữ đơn giản nhưng trong khẩu khí lại có cảm thán và kiên định nói không ra y bật ngồi dậy lúc nãy hắn nằm phục xuống cố sức uống rượu chỉ có phiền muộn nhưng lúc hắn bật người dậy đã có thể gánh cả núi cao phong trại chủ tới trước mặt người đó đột nhiên quỳ xuống đất khàn giọng nói, địch tướng quân, cuối cùng ngài tới rồi. Nhưng ngài đến muộn rồi, võ đại nhân đã chết. Bên tai mọi người ầm ầm như sấm rền, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không tin. Địch tướng quân? Là địch tướng quân nào? Dưới gầm trời này, còn có địch tướng quân nào? Người đàn ông nghèo túng là địch thanh. Người đàn ông nghèo túng đó đương nhiên là địch thanh. Địch thanh khẽ vương tay đỡ phong trại chủ lên, khóe mắt ương ước, nói, Phong Lôi, ta đến trễ rồi. Phong trại chủ chính là Phong Lôi. Cũng là thủ hạ của Võ Anh. Năm đó gặp qua địch thanh, cùng địch thanh chiến đấu, được địch thanh cứu. Bây giờ Võ Anh chết rồi, Phong Lôi làm trại chủ ngay tại An Viễn. Chuyện cũ như khói, tràn đầy mưu bụi, nhưng chuyện cũ rõ ràng giống như trước mắt. Mọi người đã thấy ngay người, trên mặt Cố Sơn Tây có chút kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Mẹ ơi, ông ta là địch thanh." Lúc nãy ta còn quát lớn ông ta. Phong lôi rơi lệ không ngừng, nức nở nói, trước khi võ đại nhân chết, còn nhớ tới địch tướng quân. Ngài ấy nói, nếu ngài chỉ huy, tuyệt đối sẽ không để những người này chết như vậy. Ngài ấy còn nói ngài ấy xin lỗi tam quân binh sĩ. Nhưng ngài ấy đã dốc toàn lực, ngài ấy cũng khuyên nhâm Phúc chớ khinh tiếng như vậy, nhưng nhâm Phúc không nghe. Khi võ đại nhân không khuyên nữa, thì bị quân hạ bao vây địch thanh nhớ tới tình cảnh cùng võ anh kề vai tác chiến tràn đầu đau buồn ta cũng hắn vốn muốn nói ta cũng tận lực rồi nhưng cuối cùng nuốt lời nói trở vào trong giết ngài ấy chính là giả lời trảm thiên ta biết trước khi võ đại nhân chết nói với ti chức một câu nói nếu ti chức vẫn còn sống thì chuyển lời cho địch tướng quân phong lôi cắn răng nói người nói đi phong lôi từng chữ nói võ đại nhân nói ngài ấy chết có tiếc nhưng ngài ấy biết địch tướng quân ngài nhất định sẽ báo thù cho ngài ấy báo thù cho tất cả tướng sĩ chết quan ở hảo thủy xuyên ngài ấy nói ngài nhất định có thể làm được mọi người đều nhìn địch thanh chờ trả lời của địch thanh địch thanh nhìn qua mọi người cười trong tiếng cười có nước mắt hắn nhẹ giọng nói các người tin ta ta nhất định có thể làm được có lúc quyết tâm tuyệt không xem lớn nhỏ của giọng nói. Giọng địch thanh nói tuy nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy, nghe thấy quyết tâm trong xương tủy. Mọi người rưng rưng, có người đã rơi lệ, cho dù người mù đó. Trong hốc mắt khô khô, cũng có ý ương ước. Địch tướng quân nhất định có thể làm được, tất cả mọi người đều tin. Phong lôi ôm lấy địch thanh, người đàn ông cường tráng khóc thương tâm giống như đứa trẻ, địch đại ca, đại ca không có đến trễ, đại ca đến sớm phải ta đến sớm địch thanh giơ tay vỗ nhẹ lên ngực phong lôi nói phong lôi bây giờ không phải là lúc khóc phong lôi lùi lại sau một bước duỗi tay áo lau chút nước mắt nói phải bây giờ không phải là lúc khóc địch đại ca nếu nói cuộc chiến hảo thủy xuyên đại ca đến muộn nếu đại ca ở đây làm sao có thể để nguyên hạo thực hiện được nhưng đại ca cũng đến sớm rồi vốn nghe tin quân đại ca phải là hai ngày sau mới tới để nghĩ đại ca có thể sẽ tới sớm nhưng nghe nói có quân hạ ở lân cận thường xuyên lui tới chỉ sợ an viễn có chuyện lúc nãy vội chạy đến địch thanh nói ta không chờ được nghe nói ngươi ở an viễn muốn gặp ngươi cho nên tới sớm hai ngày ta không gặp được ngươi không muốn quấy nhiễu người khác bởi vậy ở đây chờ tin tức mọi người lúc này mới hiểu ý đến sớm đến muộn trong lời hai người nói thổn thúc không ngừng tất cả mọi người đều nhìn địch thanh nhìn anh hùng của truyền thuyết không tin hắn nghèo túng tuấn lãng như vậy lại thấy được đôi mắt tràn đầy chiến ý lại tin chỉ có người đàn ông này mới là anh hùng trong lòng họn họ không chảy hết máu anh hùng máu anh hùng đây ý chí chiến đấu đây ý chí chiến đấu địch thanh đây hào khí đây máu chảy không hết ý chí chiến đấu không ngừng một tiếng chiên vang đó đã dồn ép vào tai nhưng địch thanh hoàn toàn không có chút khẩn trương nếu không có can đảm khí khách của trăm chiến thành thép làm sao có thể điềm tĩnh không biến sắc trước núi lở như vậy có quân sĩ đã phi nước đại nói phong trại chủ có ngàn người ngựa quân hạ tới phía tây trại xin ngài đi nhanh phong lôi phẫn nộ quát sợ cái gì người đi nói cho từ tử lan biết bảo y cố giữ vững quân hạ tiến vào một người thì ta chém nó người nói thêm cho từ tử lan biết chính là nói địch tướng quân tới rồi từ tử lan nếu không phải hèn nhát, biết làm thế nào. Quân sĩ kia liếc nhìn địch thanh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng, liên tục gật đầu, đi như bay. Địch tướng quân đến rồi. Năm từ này, dường như như gió truyền đến an viễn, truyền khắp an viễn. Tử quán mọi người đã sôi trào, trại an viễn đã sôi trào. Mà ngay cả người mù đó mặt cũng hiện hào quang, nghiêng tai nghe, không chịu bỏ qua một câu nói của địch thanh lại không dám tiến tới quấy rầy địch thanh. Lộ nhi đôi mắt to trong veo như nước, càng nhìn chầm chầm vào người địch thanh, không chịu bỏ qua cơ hội gặp lần này. Có những người bỏ lỡ rồi, còn có cơ hội vớt lại. Có những người, bỏ lỡ rồi, thì sẽ không thấy nữa. Địch thanh nghe khẩu khí của phong lôi như bạo phát, mỉm cười nói, phong lôi, nhiều năm qua, ngươi vẫn cuốn cuồng như vậy. Phong lôi gãi gãi đầu, có chút xấu hổ ai cũng không thể ngờ phong lôi cũng có thái độ này, nhưng ai cũng đều nhận ra phong lôi đối với địch thanh tâm phục khẩu phục. Địch đại ca, đi phía tây trại xem thử đi. Địch thanh nói. Phong lôi lập tức nói, vâng. Rồi quay đầu quát, đi. Gã cùng địch thanh sóng vai đi trước, tràn đầy phấn chấn, lại không có chú ý tới trong mắt địch thanh sẽ qua chút chân chừ. Mọi người ở tử quán đều đi theo địch thanh, phía sau phong lôi quân dân nghe hỏi cũng chạy theo dòng người như nước, cuồn cuồn đi về phía tây trại. Chỉ có người mù vẫn bất động, nói với cháu gái, Lộ Nhi, rốt cuộc địch tướng quân hình dáng thế nào, cháu phải nói với ta. Lộ Nhi vẫn chân nhìn về phía tây trại, nghe vậy vội nói, ông nội, chúng ta cũng đi xem thử đi, lúc này sao ông không cho cháu đi cùng. Người mù thở dài nói, Lộ Nhi, kể chuyện là chuyện của chúng ta, nhưng đánh giặc là chuyện của địch tướng quân, liên quan gì cháu? cháu mong địch tướng quân thắng, thì không nên bám theo sau chân ngài ấy, cháu có thể làm gì? Lộ nhi biểu môi, tuy là không vui, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống, nói, ông nội, ông không biết địch tướng quân quả thật rất tuấn lãng. Cô ấy nói chuyện, nhưng trái tim sớm đã bay tới phía tay trại. Chỉ là đang nghĩ, địch tướng quân bây giờ thế nào rồi, ngài ấy nhất định không thể thua đâu. Địch tướng quân không thể thua, địch tướng quân sẽ không thua tất cả mọi người đều là ý nghĩ này. Địch thanh đã tới phía tây trại. Lúc này mặt trời lặn phía tây, tan hết một phần ánh sáng cuối cùng. Trời xanh đã tối, vẫn còn hơi mờ. Có một tướng nên đón nói, phong trại chủ. Nhìn thấy địch thanh và phong lôi sóng vai đi, tỉnh ngộ đến nói, vị này là địch tướng quân sao. Trong thần sắc y có chút chần chừ, chỉ vì địch thanh tuấn lãng không giống tướng quân ngạn quân hoành hành. Phong lôi mắng, Đương nhiên là địch tướng quân, chẳng lẽ còn có từ tướng quân ngươi sao? Đó chính là từ tử Lan tướng thủ phía Tây Trại, vốn là chỉ huy sứ, nghe phòng lôi quát mắng, địch thanh xua tay chặn lại, nói, ta là địch thanh, bây giờ tình hình thế nào? Chương 312, Đấu tướng, năm. Từ tử Lan nói, quân hạ có hơn ngàn người tới phía Tây Trại khiêu chiến. Mà tướng vẫn đang thủ ở đây, nhưng bọn họ cũng không có công tới. Địch thanh lơ đã nhíu mày, có ngàn người. Hình như hắn đang suy nghĩ cái gì, thần sắc có chút do dự. Phong lôi thấy thế, trong lòng khó hiểu, thấp giọng nói, địch đại ca, có ba ngàn người trại an viện có thể tác chiến. Đại ca, là đến một mình sao? Địch thanh nhìn xung quanh, gật đầu nói, ta đến vội, vốn là có chuyện khác, không ngờ gặp phải quân hạ đến công phong lôi nói một mình đại ca đến thì đủ rồi năm đó một mình đại ca cũng đánh mấy trăm thiết diều tử bỏ chạy mấy chục người tới đốt trại hậu kiều binh lính của trại an viễn có mấy ngàn người cũng có thể đánh toàn bộ do đại ca điều động mọi người đều nhìn địch thanh chỉ đợi một tiếng căng dặn của hắn địch thanh thấy binh lính tập hợp xung quanh trại trong mắt lại có phần do dự phong lôi thoáng nhìn trong lòng hơi rét lẩm bẩm nói địch tướng quân, ngài sao vậy? Lúc này phong lôi phát giác, địch thanh hôm nay và địch thanh trước kia có chút không giống. Nếu là địch thanh trước kia, lúc này nói không chừng sớm dẫn người giết ra. Lúc này nhiều người lại chiếm ưu thế, tại sao địch thanh ngược lại không có bốc đồng như trước? Chẳng lẽ vì địch thanh đã thăng tới phó đô bộ thự? Có người nói, chẳng phải là quan cao, thì lá gan nhỏ sao? Địch thanh nhìn thấy phong lôi muốn nói lại thôi, cười nói, được nếu đều do ta phái vậy thì xuất chiến địch thanh vừa nói xuất chiến người trại an viễn lại phấn chấn lên thay nhau xin giết giặc địch thanh dùng tay vạch một đường nói bên tay trái theo ta xuất chiến đánh lui địch đến bên tay trái ước chừng có hai trăm người nghe vậy kêu lên tuân lệnh địch thanh lại nói với phong lôi phong lôi ngươi cũng xuất chiến thay ta chặn đầu trận tuyến phong lôi ưỡn ngực nói dạ địch tướng quân mạc tướng có thể làm tiên phong. Địch thanh lắc đầu, không cần. Sớm có người cưỡi ngựa tiến đến, người đó lại là hàng tiếu. Địch thanh nhìn thấy hàng tiếu, ánh mắt chấp động, tay vịn yên ngựa, ngón tay khẽ động. Một bàn tay hàng tiếu công duỗi biến hóa giống như đang nói gì. Địch thanh thấy, trong mắt hiện lên phần phấn chấn. Hắn hỏi hàng tiếu, chỉ dự thế của bàn tay thì trao đổi rất nhiều chuyện. Hai người trao đổi cực kỳ mau lẹ đơn giản. Sau khi địch thanh trao đổi xong, thần sắc trở nên kiên quyết. Cửa trại mở rộng, trong trại tiếng trống vang như sấm địch thanh dẫn hơn 200 kỵ binh đi trước. Đội hình tuy yếu, nhưng khí thế không yếu. Phong lôi lại ở phía sau địch thanh dẫn gần ngàn người. Sau khi ra trại, bày trận trước trại. Sau khi địch thanh ra trại, từ trên yên ngựa, lấy cái mặt nạ bằng đồng xanh mang lên mặt. Trong nháy mắt, một tướng quân tuấn lãng đó, trở thành hình thiên mặt mũi hung tợn. Chúng quân Tống thấy, dũng khí đại chấn. Đối diện chính là binh hạ khiêu chiến, thấy quân Tống xuất quân, ngừng quát chiến, bày trận nghênh đón. Kỵ binh quân hạ không giống trận chiến của quân Tống, nhìn như cao thấp không đều. Nhưng địch thanh quét mắt qua, biết kỵ binh của đối phương đã bố trí thành thế trận công kích sắc bén. Dưới tay địch thanh cũng có kỵ binh tinh nhuệ. Đương nhiên biết thời gian nào kỵ binh phát huy có lợi nhất đối thủ không yếu. Trong đầu địch thanh đã nhớ lại tin tức của hàng tiếu cho, Linh Châu Đậu Duy các vây khốn thành Dương Mục Long, binh phá trại Tam Xuyên, trước mắt xuống phía nam chiến trại tỉnh Biên, Đại Tống đã gần an viễn. Địch thanh không cần nghĩ nữa, đối diện quân trận ba con ngựa lao ra. Người cầm đầu đang cưỡi ngựa là một người đàn ông cường tráng. Người đàn ông đó cởi trần nửa người, ngực lộ ra giống như sắt nung, hai cơ bắp cánh tay lội ra giống như rễ cây già trên tay của người đàn ông cường tráng đó đang cầm cái búa phá núi. Vừa nhìn thì có sự hùng tráng nói không ra lời. Hai người đi phía sau người đàn ông, đương nhiên là giống như vậy, rất giống như là huynh đệ sinh đôi. Hai người đó đều là mặt gầy gò, mắt sáng quắc, thân hình tráng kiện, người mặc áo giáp, một cầm trường thương, một cầm chạy sắc hộ vệ sau lưng người đàn ông, giống như thiên thần hộ pháp. Địch thanh thấy đối thủ chỉ ra ba ngựa, tam tim lưỡng nhận đau vừa dơ lên. Ngựa tống vẫn ngừng, Địch Thanh cầm đao thúc ngựa đã đón tới. Tiếng trống ngừng, gió đột nhiên thổi nhanh. Gió đêm cuồng liệt, cuốn tung bụi bay đầy trời, lá thu bay nhẹ. Tự hồ cũng bị sát khí làm khiếp sợ, xa xa lay động. Quân Tống nhìn tình hình trên trận, trong lòng đã nghĩ tới. Ai cũng biết người đàn ông cường tráng đó tuyệt không dễ đối phó, Địch Thanh so với người đàn ông đó đã yếu khí thế. Quân Tống ở đây tuy đã sớm biết đại danh của địch thanh, nhưng dù sao chưa thấy qua địch thanh ra tay, khó tránh khỏi trong lòng lo sợ. Địch thanh cách ba người ngoài mấy trượng, đã ghiềm chặt chiến mã, trầm giọng nói, bọn ngươi phương nào. Hắn hoành đao vừa vung, trong mắt mơ mồ có phần suy tư. Ánh mắt xẹt qua người thanh niên trai tráng, liếc nhìn huynh đệ lý sinh, dời ánh mắt đi. Thanh niên trai tráng không đợi nói nhiều, người đó bên trái hắn đã nói, tướng đến chính là địch thanh sao địch thanh trong lòng hơi rét thầm nghĩ mình đã tới trại an viễn đối thủ làm sao biết tin tức của mình nhanh như vậy nhưng hắn vừa suy nghĩ mặt nạ lại che mất biểu hiện ở mặt chỉ là gật đầu người đó cất giọng nói tướng quân ta đồ vạn chiến sớm nghe nói đại danh của tướng quân biết tướng quân tới an viễn đặc biệt yêu cầu đơn độc đấu với tướng quân một trận hai quân nghiêm nghị không ngờ quân hạ đề ra yêu cầu này quân hạ đề ra một yêu cầu địch thanh không thể cự tuyệt Quân hạ yêu cầu đấu tướng hai trận vừa lập mỗi bên lấy tướng xuất đấu gọi là đấu tướng đấu tướng không thường thấy chiến trường thắng bại đấu chủ bài binh bố trận mọi người đồng lòng mà không ở cái dũng thất phu của chủ tướng từ xưa đến nay những danh tướng như hàn tín bạch khởi lý tĩnh tuy có chiến công hiển hách danh lập cổ thiên cũng do thần chuẩn chỉ huy mà không dựa vào đơn lực kình thiên tướng lĩnh chân chính ít có đấu tướng như vừa nói nhưng người hạ thượng võ, nếu đã đề xuất, địch thanh khó có thể cự tuyệt. Hắn là đô bộ thự, nhưng hắn càng là chiến thần trong lòng quân tống. Hắn vốn là xuất thân binh nghiệp, có thể được địa vị ngày hôm nay, không phải nhờ vào phần đức tổ, mà là dựa vào hai nắm đấm đơn đao đánh ra quân công. Mọi người kính hắn, chính là vì dũng mãnh của hắn. Nếu người hạ yêu cầu giao thủ một đối một, địch thanh cũng không thể nên chiến, vậy hắn làm sao thống lĩnh ngàn quân? Địch thanh gần như không có do dự, trầm giọng nói, được. Lời vừa nói ra, màn đêm đã buông xuống, khắp nơi đốt lửa lên, ánh lửa sáng dịu, hào khí sông lên trời. Đồ vạn chiến nghe thấy địch thanh ứng chiến, trong mắt đã giấy lên chiến ý như lửa. Búa lớn mở núi đó chậm rãi nhấc lên. Lửa dịu xuống, hiện ra hàng quan như băng. Địch thanh vẫn là hoành đao vừa động, thần sắc tự nhiên, nhưng đôi mắt không khỏi nhìn chầm chầm cái búa lớn của đồ vạn chiến đồ vạn chiến trong quân tống không có ai nghe qua cái tên này địch thanh cũng chưa có nghe qua nhưng hắn biết nếu người này dám độc đấu với hắn không phải kẻ điên chính là có chỗ hơn người đồ vạn chiến nhất định không phải kẻ điên sát khí trước khi chiến đấu ngàn quân nín thở đang lúc này cùng phong nổi lên thổi bay vô số lá vàng lá vàng xoay nhẹ hóa thành bướm mà bay đồ vạn chiến chỉ dựa vào lực của cánh tay lập tức nhất búa chiến lên, đột nhiên quát lớn, địch thanh, ăn một búa của ta. Âm thanh gào thét đó, giống như sấm rền nổ vang. Tam quân nghe thấy, tiếng quát chưa dừng, đồ vạn chiến đã dục ngựa xông tới. Người điên cùng phẫn nộ, ngựa cùng chạy. Con ngựa đó gần như mới vừa dục, thì đã phát huy tới đỉnh cao. Thế ngựa như tên bay. Quân tống hô nhỏ, bọn họ chưa từng thấy qua ngựa nhanh như vậy, cũng chưa từng thấy qua người khí thế như vậy đồ vạn chiến dục ngựa tiến lên, người như tên, người như hổ, búa hóa sao băng, đã lao lên không trung. Gã một búa, bổ giữa bầu trời. Nhưng tất cả mọi người đều biết dụng ý của đồ vạn chiến. Nếu đồ vạn chiến không có sai tên, cho dù gã không có vạn chiến, nhưng cũng là đối với một đường công đánh này, đối với suy tính của chiến mã càng là tinh chuẩn tới cực điểm. Chiến mã không thể sao bước hạ, ngoài trừ khí thế, đấu thực lực, đấu dũng khí còn phải tính toán độ nhanh chậm của tuấn mã hai bên. Lúc đồ vạn chiến dục ngựa địch thanh cũng đã đồng thời dục ngựa xông tới. Đồ vạn chiến tuy nhanh, nhưng địch thanh cũng không chậm. Chính lúc đồ vạn chiến dơ búa, địch thanh đã cách đồ vạn chiến hai trường. Đồ vạn chiến búa dài bổ ra, nhanh như sao băng, nhưng chính vào thời gian sao băng bay ấy. Địch thanh lại gần một trường, khoảng cách hơn một trường đã đủ xuất đao nhưng một búa của đồ vạn chiến đánh hụt đã đoạt tiên cơ khoảng cách càng rút ngắn lại tận cùng bổ tới trước mặt địch thanh một búa này rất nhanh rất mãnh liệt rất sắc bén nhưng càng sắc bén cũng là tính toán của đô vạn chiến một đầu búa này của gã tính toán quá nhiều nhân tố cho dù địch thanh xuất đao cũng chậm một bước so với gã búa đã chém lên người địch thanh ánh lửa dường như ngưng lại quân tống gần như sụp đổ nhưng trong nháy mắt, bọn họ mới phát hiện, đầu búa bổ trúng là tàn ảnh của địch thanh. Địch thanh đã không còn ở trên ngựa. Thế búa lớn mở núi không nghỉ, trùng trùng chém vào chiến mã, chiến mã đau đớn hí lên, bị búa lớn nặng nề bổ vào bốn chân gãy cả, ngã xuống các bụi. Địch thanh đang ở đâu? Đồ vạn chiến một búa bổ trúng chiến mã, trong lòng đã lạnh. Trong không trung bỗng nhiên đánh ra một tia thiểm điện, tia thiểm điện mạnh mẽ lướt qua như sao băng nuốt chững cả sao băng đó là một đau của địch thanh bổ ra ánh đau như điện còn mang theo phần kinh diễm ánh đau rơi người chia ra máu bắn ra tung tóe trong bầu trời đen sẫm vàng kim là lửa đỏ tươi là máu trăng sáng là đao trường đào đang nắm trên tay địch thanh sát khí đã thu lại người như núi địch thanh đã rơi trên ngựa của đồ vạn chiến cả người đẫm máu máu là máu của đồ vạn chiến. Đồ vạn chiến đã phân thành hai nửa ngã xuống ngựa, cái búa lớn mở núi, len keng, rớt xuống đất, mang theo tiếng gào thét cuối cùng. Hai quân thậm chí còn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì, chung cuộc đấu tướng. Chỉ có rất ít người mới thấy, địch thanh phi người bay ra khi đồ vạn chiến xuất búa, nhảy lên phía chân trời, vùng đao chém tới. Một đao chém phẫn nộ, sinh tử lập tứ phân ra. Chương 313, Thống kích, 1 Mặc dù đồ vạn chiến đấu dũng mạnh hơn, nhưng địch thanh lại chém một đao nhanh hơn, sắc bén hơn. Một đao đó của địch thanh khiến người khác phải kinh hô lên, đồ vạn chiến thấy một đao đó của địch thanh cũng hoảng sợ. Bọn chúng kêu lên sợ hãi vì cái gì? Hai đội quân đã tràn tới phía trước như lũ thác. Đột nhiên giữa lúc đó, địch thanh cảm thấy được nguy hiểm lớn, có hai người cưỡi ngựa ngay cạnh đồ vạn chiến, dồn địch thanh từ hai bên lại. Sát khí của hai kẻ kia còn hung ác hơn cả đồ vạn chiến. Chỉ có hai người mới có khả năng tiếp cận địch thanh nhanh như vậy. Đó chính là huynh đệ sinh đôi phía sau đồ vạn chiến. Đồ vạn chiến chỉ là mồi nhữ, còn hai người kia mới chính là sát thủ thực sự. Đây vốn là một thế cục bày ra để giết chết địch thanh. Khi địch thanh nghĩ ra thì hai tên kia đã xuất thủ. Một tiếng hự vang lên, người kia cầm trường thương đã đâm vào ngực của địch thanh. Địch thanh thối lui, chém bừa một đao vào chiến mã của đồ vạn chiến. Đao của hắn tuy rằng nhúng máu nhưng ý chí chiến đấu đã sút giảm, tốc độ khí thế đã kém hơn trước. Đối thủ thừa lúc này xuất chiêu thì hiển nhiên là biết nắm bắt cơ hội, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người cầm chày sắt cũng đồng thời ra chiêu. Chày sắt gậy sắt vũ điệu điên cuồng, sát khiến ngập thu khiến cho lá vàng buồn đau xoáy tròn vỡ nát hỗn độn. Địch thanh thét một tiếng dài rồi lại vung đao. Tiếng đao thương chống đỡ vang lên, đan đan, ánh lửa bắn ra bốn phía. Trường thương vừa đẩy ra thì gậy sắt chạy sắt theo sát tới đập giữa lưng ngựa. Chiến mã hí lên đau đớn rồi ngã ầm xuống đất. Địch thanh nghiêng mình trên không. Hắn chưa kịp vung đao đáp trả thì một tiếng vút vang lên, người cầm thương lại vung thương ra, phóng một mũi thương. Mũi thương nhanh như tên xẹt, đâm ngay vào sườn địch thanh địch thanh xoay người trên không trung mũi thương chỉ sạc qua sườn địch thanh né đòn bất ngờ phản ứng rất nhanh nhưng không ngờ mũi thương kia lại đột nhiên biến hóa nhanh chóng trói địch thanh lại phía sau mũi thương có một sợi dây nhỏ địch thanh không nghĩ tới bất ngờ này nên đã bị sợi dây nhỏ đó trói cánh tay lại sợi dây tuy rằng nhỏ nhưng hết sức bền chặt địch thanh ra sức dãy dùa nhưng không thể thoát thân ra được đúng lúc này thì chạy sắt gậy sắt lại lao đến. Địch thanh thét lên một tiếng lớn, bị chày sắt gậy sắt đánh bật ra. Nhưng trong tình thế sống chết, hai cánh tay địch thanh gồng lên thật mạnh khiến cho dây trói đứt lìa. Trường đao trong tay hắn vung lên như sấm sét điện bắn. Người nọ cầm chày sắt gậy sắt đạt được một chiêu thì trong lòng đang mừng thầm. Nhưng giây lát sau thì gã chợt thấy lạnh, cúi đầu nhìn xuống thì đã bị trường đao xuyên thủng người, thân người gã cua cua mấy cái rồi ngã xuống ngựa địch thanh cũng ngã ra đất. Đúng lúc này thì một con ngựa lao đến, một cánh tay với ra, kêu, địch tướng quân. Người kia chính là Phong Lôi. Y thấy hai tướng quân của quân hạ đánh lén nên đã dục ngựa xông đến. Vừa lúc địch thanh ngã xuống đất thì y phóng tới nơi. Địch thanh giơ tay bám lấy tay của Phong Lôi. Được Phong Lôi dốc sức kéo lên lưng ngựa. Người cầm thương muốn lao đến nhưng đã bị hai quân chặn lại. Hai quân chạm nhau lao vào chém giết trong lòng phong lôi lo lắng cho tình trạng vết thương của địch thanh nên đã bất chấp phải tái chiến mà vung trường thương lên thét ra lệnh tạm về quân hạ mặc dù thừa dịp loạn mà tấn công nhưng quân phòng thủ trại an viễn đã có kinh nghiệm phòng thủ dùng thiết thuẫn cung tiện kết hợp với trường thương để đánh lui sự tấn công của quân hạ sau khi phong lôi cổng địch thanh trở về doanh trại thì mọi người trong doanh trại không còn reo hò nữa trên mặt mỗi người đều trầm ngâm tất cả mọi người đều muốn biết một việc rốt cuộc địch thanh có bị thương nặng hay không phong lôi truyền lệnh xuống cho toàn bộ binh sĩ trong trại canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không được xuất chiến kẻ nào muốn chiến thì sẽ chém sau khi phong lôi an bài cho địch thanh thì lập tức tìm một thầy thuốc giỏi nhất trong trại đến xem bệnh cho địch thanh về tình trạng vết thương của địch thanh phong lôi giữ kín không nói ra sau hai ngày liên tiếp trên bầu trời của trại an viễn mây đen bao phủ trời đất mịt mờ lại kéo theo mưa phùn khiến cho mọi người càng thêm lo lắng quân hạ liên tiếp khiêu chiến chửi rủa trước trại an viễn để khích cho địch thanh xuất chiến nhưng trại an viễn chỉ đóng cửa không ra quân lính trong trại hoảng sợ hiểu được rằng tình trạng vết thương của địch thanh khẳng định là vô cùng nghiêm trọng nếu như địch thanh còn có thể tác chiến thì làm sao quân hạ có thể kiêu ngạo như vậy được trong nháy mắt đã đến hoàng hôn ngày thứ ba quân hạ ngoài trại an viễn càng thêm kiêu ngạo Tiếng chửi rủa cười đùa không dứt, thậm chí có kẻ còn đi tiểu tiện trước cửa trại để làm nhục. Mọi người trong trại An Viễn nổi cơn thịnh nộ, xen lẫn với căm phẫn. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn. Cố Sơn Tây trấn thủ ở trại phía Tây thấy thế thì giận dữ ra mặt, đột nhiên vỗ đùi quát, địch tướng quân bị thương. Nhưng chúng chúng ta không bị thương tổn. Ai có dũng khí thì cùng ta xuất chiến khi gã đứng lên thì quân sĩ trong trại vốn đã nhẫn nhịn oán hận mấy ngày nay đều hô lên hưởng ứng cố sơn tây đang muốn xuất chiến thì lưu đao nhi ở bên cạnh liền khuyên nhủ cố huynh không thể xuất chiến phong trại chủ nói nếu tự xuất chiến thì sẽ là tử tội đấy cố sơn tây cười lạnh liếc xéo lưu đao nhi nói lưu đao nhi trước kia ở thành dương mục long ngươi đã không chịu chiến để mặc cho vương khuê tướng quân chịu chết chẳng lẽ đến bây giờ ngươi cũng không chịu chiến sao? Rồi đột nhiên gã xé ngực áo ra, để lộ ra một vết đau, quát, cổ mổ ở lung lạc xuyên theo vũ đại nhân tác chiến, may mắn không chết. Cái mạng này vốn là được nhặt về. Hôm nay cho dù chết ở An Viễn thì cũng không có gì hối tiếc. Lưu đao nhi đỏ bừng cả mặt. Vốn hai người này đều là binh sĩ may mắn còn sống sót sau trận chiến ở Thủy Xuyên, bây giờ lui về An Viễn. Trước kia vương khuê một mình chịu chết khiến cho mỗi một binh sĩ quân tống khó mà không tự trách. Lưu Đào Nhi chính là một trong số đó. Vì thế khi y nghe được ông cháu Thuyết Thư nói về chuyện của Vương Khuê thì không kìm nổi sự xấu hổ. Cố Tây Sơn thấy Lưu Đào Nhi không nói gì thì hô lớn, hôm nay cho dù chết cũng làm cho người hạ thấy rằng quân Tống ở trại An Viễn không phải là bọn hèn nhát. Gã vừa ra khỏi trại thì lại bị Lưu Đào Nhi giữ lại. Mặc dù mặt Lưu Đào Nhi đỏ bừng, nhưng y kiên quyết nói cố huynh trước kia ta sợ chết là không hề sai nhưng hôm nay cho dù chết thì thế nào cái mạng của lưu đao nhi này đã giao cho cố huynh rồi quân tống nghe được vậy thì nhiệt huyết càng được kích động lưu đao nhi lại nói nhưng bất kể như thế nào thì quân lệnh không thể không theo chúng ta không thể để cho nhiều huynh đệ tự dưng phải chịu trách nhiệm như vậy được huynh có dám cùng ta đến gặp phong trại chủ để cầu xin được liều chết chiến đấu không cố tây sơn quát làm sao mà không dám phải xin thỉnh chiến đi theo ta trong lòng gã tức giận nhưng cũng biết là lưu đao nhi có hảo ý sải bước đi vào trướng của phong lôi quân tống thấy thế đều đi theo quân trong trại nhanh chóng thành một dòng nước lũ đổ dồn về phía trước trướng chủ soái tiếng người ồn ào bên trong cố sơn tây quỳ rạp ngoài trướng vải cao giọng nói phong trại chủ cố sơn tây muốn dẫn binh đánh một trận với quân hạ Gã biết hành động này không ổn, thậm chí là có khả năng bị phong lôi chém tại chỗ. Nhưng vì đạo nghĩa không cho gã chùng bước, Lưu Đao Nhi cũng xin được chiến. Khi hai người nói ra thì tất cả quân trong trại đều đồng thanh nói, "Chúng ta xin quyết một trận tự chiến với quân Hạ." Tinh thần của mọi người mãnh liệt, nhiệt huyết sôi sục. Mặc dù địch thanh bị thương nhưng mọi người đã quyết. Bọn họ nên vì địch tướng quân chia sẻ trọng trách. Một bàn tay giang ra, nhẹ nhàng đỡ cố tay sơn dậy. Bàn tay mặc dù nhìn nho nhã nhưng trong đó chất chứa sự quyết tâm, thậm chí còn hơn mãnh liệt hơn cả lời thỉnh chiến của ngàn quân. Cố tay sơn thấy bàn tay kia không phải bàn tay thô ráp của phong lôi thì ngẩng đầu lên, thất thanh nói, địch tướng quân. Người đứng trước mặt hắn chính là địch thanh mấy ngày rồi chưa xuất hiện. Sắc mặt địch thanh có chút tái nhợt, ngực còn cuốn băng vải. Trên băng vải còn có vết máu thấm ra nhưng thân người hắn đứng thẳng, ánh nắng của ngày mùa thu chiếu vào hắn, có vẻ cao lớn ngang tàn. Chương 314, Thống kích, 2, Địch tướng quân Tất cả binh sĩ kinh ngạc hô lên. Cố Tây Sơn vui vẻ nói, địch tướng quân, người đã khỏe lại rồi à. Khi vừa thấy vẻ nghiêm nghị của địch thanh thì trong lòng Cố Tây Sơn lại trầm xuống. Trong suy nghĩ của mọi người, địch thanh là chiến thần bất tử của quân tống, là ý chí chiến đấu sôi sục của quân tống, là tướng quân không bao giờ đầu hàng. Mọi người truyền tụng cái tên địch thanh. Cái tên tượng trưng cho hy vọng của Tây Bắc. Nhưng xem ra lúc này địch thanh đã bị hy vọng đè sập. Có phi kỳ phóng tới dừng trước binh trại nói, địch tướng quân. Phong trại chủ. Rồi đột nhiên thấy tình hình như thế. Hắn lại nói quanh co út mở phong lôi ở bên cạnh địch thanh thấy thế thì cả giận nói có chuyện gì lưỡi ngươi bị cắt tròi à tên lính kia cắn răng nói tướng quân ngôi danh hư của quân hạ ở trước trại muốn nghênh chiến với địch tướng quân một trận hắn nói rằng đã ngưỡng mộ đại danh của địch tướng quân từ lâu muốn được mở rộng tầm mắt phong lôi cả giận nói tên ngôi danh hư này là cái gì chứ hắn muốn đánh là đánh ngay sao thật khiến chúng ta không còn mặt mũi trong lòng mọi người nặng trĩu, hiểu rõ rằng khi phong lôi nói như vậy chính là cho rằng địch thanh đã không còn có khả năng chiến đấu nữa. Địch thanh bị tổn thương không ít. Binh trại kia lắp bắp nói, vậy chúng ta không thèm để ý tới. Phong lôi quát, đương nhiên không nên để ý tới. Đám người này mưu ma trước quỷ. Lần trước nói đơn đã độc đấu nhưng lại ám toán địch tướng quân. Nói chuyện với bọn chúng thì có gì tốt chứ? Binh trại xoay người bỏ đi, thần sắc quể oải. Địch thanh đột nhiên ngăn binh trại lại, đợi một chút. Ngươi đi nói với ngôi danh hư, lát nữa ta sẽ cùng hắn quyết một trận tử chiến. Mọi người kinh hãi. Phong lôi cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói, địch tướng quân, vết thương của người rất nặng, làm sao mà xuất chiến được. Địch thanh nhìn lại mọi người. Chỉ nói một câu, địch thanh có thể chết nhưng không thể không đánh tất cả binh sĩ có mặt đều nước mắt lưng trồng nhìn địch thanh. Bọn họ không khỏi nhớ lại Vũ Anh, nhớ tới Vương Khuê, nhớ tới Cảnh Phó, nhớ tới rất nhiều năm nhi nhiệt huyết nơi biên thùy khác. Cũng vì những năm nhi nơi biên thùy này mà mới càng có thêm nhiều hảo hán nữa. Thì ra địch thanh vẫn là địch thanh. Một lúc nữa, địch tướng quân sẽ cùng quyết một trận với tướng ngôi danh hư của quân hạ. Tin tức truyền ra khiến cho trại an viễn sôi sục từ trong ra ngoài, xen lẫn vẻ bi tráng không tả cùng với nỗi lo lắng vô biên. Ai cũng biết. Lần này địch tướng quân không thể thua nữa. Bản thân địch thanh bị trọng thương, nếu như thua thì sẽ mất mạng. Quân hạ mưu ma trước quỷ, lần này lại dở trò đánh lén giống như lần trước nữa không? Ngôi danh hư là ai? Rất nhiều người không biết. Nhưng địch thanh lại biết. Ngôi danh hư là một trong tám người dưới trướng nguyên hạo, là cao thủ thần bí nhất trong bộ dạ xoa ngay cả địch thanh cũng chỉ nghe qua họ tên của hắn người này là thủ lĩnh của hư không dạ xoa chuyện cũ trôi qua nhanh chóng hảo hán của quân tống như tre già măng mọc tuy nhiên trong tám bộ của nguyên hạo cũng bị tổn thất rất nhiều người tài trận chiến hôm nay tổn thất sẽ là hảo hán quân tống hay là cao thủ người hạ một canh giờ thoáng chốc trôi qua địch thanh ra khỏi trướng chủ soái thậm chí không mặc áo giáp. Chẳng lẽ nói là hắn không còn sức mặc nổi áo giáp? Thần sắc phong lôi nghiêm nghị, nhưng không hề khuyên nhủ gì thêm, chỉ điểm kỵ binh tinh nhuệ nhất trong trại. Tiếng pháo vừa vang lên thì cửa trại mở ra. Kỵ binh chia làm hai cánh, thuẫn bại binh, đao phủ thủ xếp phương trận đi ra ngoài. Tuy nói là đấu tướng nhưng phong lôi muốn đề phòng quân hạ thừa cơ sông vào doanh trại. Mưa lạnh rơi tí tách. Gió thốc lên trong khoảng không. Quân hạ ở đối diện đã sớm bày xong thế trận. Ở trước trận hai quân, trải ra một khoảng đất trống. Trước trận quân hạ, lần này chỉ có một người thúc ngựa tiến ra. Người nọ mặc áo giáp màu đen, cưỡi hát mã, sắc mặt tối, cầm trong tay cây chù y. Thân chù y màu đen giống như màu của người lẫn ngựa. Người kia đứng ở trước quân, hòa vào màu sẫm tối của hoàng hôn. Mưa rơi rã trích, trời đất mịt mờ. Địch thanh trông thấy người kia thì cảm thấy người kia mờ ảo mịt mù. Địch thanh đeo lên mặt chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, tăng thêm vẻ lạnh lẽo. Sau chiếc mặt nạ kia, con người sáng quắc nhưng đồng thời hiện ra vẻ trong trẻo lạnh lùng. Hắn cầm đao leo lên yên ngựa, thúc ngựa đến trước cách ngôi danh hư chừng vài trường thì chậm rãi dừng lại. Ngôi danh hư cầm chú ý nói, nghe qua đại danh của địch tướng quân, hôm nay mới được diện kiến, thật là may mắn. Địch thanh lãnh đạm nói, may mắn không phải là chuyện thường xảy ra. Có lẽ ngươi sẽ nhanh chóng biết được đây là may mắn hay là bất hạnh đây. Ngôi danh hư thở hắt ra một hơi, thận trọng nói, nằm nhi tập võ để được nổi danh thiên hạ. Có thể chết ở dưới tay địch tướng quân thì ta chết cũng không tiếc. Tại hạ cũng biết địch tướng quân có thương tích trên người. Nhưng ta nghĩ dù là bồ đề vương cũng không phải địch thủ của địch tướng quân nên tại hạ chỉ có thể thừa dịp địch tướng quân có thương tích mà mặc dậy khiêu chiến mà thôi. Ngươi thật đúng là thẳng thắng." Địch Thanh thở dài nói, "Ngươi đương nhiên biết là ta không thể không đánh." Trong mắt ngôi danh hư hiện lên sự tôn kính, trầm giọng nói, "Đúng vậy. Địch Thanh có thể chết nhưng không thể không đánh. Tại hạ dụng tâm ti tiện, cũng chỉ cầu được nổi danh thiên hạ. Một kẻ vì được nổi danh mà cho dù dùng thủ đoạn hèn hạ mà cũng có thể nói ra được mặt nạ bằng đồng xanh lạnh lẽo hơn, ánh mắt phía sau hiện ra vẻ mỉa mai. Địch Thanh nói, người nói không sai. Một người chỉ cần tìm được một cái cớ để có thể an tâm làm việc. Nhưng ta rất muốn nói cho người biết một câu. Ngôi danh hương nghiêm nghị nói, xin nghe lời dạy của địch tướng quân. Từ đầu đến cuối, thái độ của gã đối với địch thanh đều rất nho nhã lễ độ. Cho dù bên trong gã là một kẻ tiểu nhân nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra là một kẻ quân tử địch thanh nói ngươi lấy cớ là bất đắc dĩ thì ta cũng giống như ngươi thôi ngôi danh hư ngạc nhiên trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi một lúc sau mới nói thứ cho ta ngu muội không hiểu được lời nói của địch tướng quân địch thanh nói ngươi sẽ nhanh chóng biết thôi mời hắn không nói thêm lời nào tay đè trường đau nhìn cử động của ngôi danh hư tuy rằng ngôi danh hư có hoang mang nhưng trong lúc nhất thời không thể suy nghĩ nhiều hai người tham chiến thì giống như tên đã trên dây không thể không bắn. Ngôi danh hư cầm chắc chù y trong tay, chậm rãi thở ra một hơi, nói, mời. Hai chân gã kẹp ngựa, sách chu y vọt tới hướng địch thanh. Thực sự là trước sau gã đều giữ sự cung kính đối với địch thanh. Khi khoảng cách với địch thanh chỉ còn có hai trường, thấy địch thanh vẫn bất động, ngôi danh hư đã không thể không ra tay. Ngôi danh hư ra tay thì đập chù y xuống đất. Ngàn quân im phăng phát chỉ nghe thấy tiếng chiến đấu của hai người trên chiến trường. Thấy ngôi danh hư ra tay, tất cả mọi người đều ngạc nhiên khó hiểu chiêu này của gã có mục đích gì. Rất nhanh chóng, mọi người đều hiểu ra dụng ý của ngôi danh hư. Thiết Chu y kia đột nhiên nổ tung, thoát ra làn khói đen dày đặc. Khói thoát ra nhanh chóng, trong phút chốc đã bao phủ hết phạm vi mấy trường trong đó. Người hạ lại bày ra quỷ kế. Quân tống giận dữ. Chương 315, Thống kích, 3 Ngôi danh hư vọt tới phía trước địch thanh, Phật vang lên, cán chù y linh hoạt sắc bén đâm vào ngực địch thanh, một chiêu lông trời lỡ đất. Từ lúc xuất chiến thì ngôi danh hư đã có dụng kế. Đầu tiên gã dùng ngôn ngữ khiêu khích địch thanh, sau đó tranh thủ sự thông cảm bất đắc dĩ, rồi lại dùng khói đen chiếm được địa thế, sau đó dùng hết sức để một chiêu lấy mạng địch thanh. Tất cả kế hoạch đều được chuẩn bị chính xác ngôi danh hư xác định rằng địch thanh đã bị thương vết thương rất nặng cho nên gã mong là một trận này có thể giết chết được chiến thần tây bắc của quân tống nhưng cán chu y đã đâm vào không trung đột nhiên không thấy địch thanh đâu ngôi danh hư tuy rằng tin mắt nhưng bên trong khói đen khó có thể nhận ra địch thanh ở chỗ nào sương khói tràn ngập che đi mắt của địch thanh đồng thời cũng khiến cho ngôi danh hư không nhìn thấy gì ngay lúc đó nghe thấy tiếng vút 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 vang lên không dứt trong chớp mắt phía đối diện bắn ra rất nhiều tên nỏ. địch thanh lại dùng ám khí sao điều này sao có thể ngôi danh hư cả kinh núp dưới thân ngựa cũng đúng lúc đã gã thấy được dưới bụng ngựa đối diện hiện ra ánh sáng lạnh như băng của mặt nạ ngôi danh hư bỗng dưng hiểu được là vừa rồi khi gã tấn công địch thanh đã tránh ở dưới bụng ngựa hai con ngựa lần lượt giao nhau ngôi danh hư chợt nghe tiếng quân hạ ồn ào nhất định là quân hạ đang rối loạn trận tuyến ngôi danh hư vừa sợ vừa không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì cũng không biết là dạ nguyệt phong đã xảy ra chuyện gì dạ nguyệt phong chính là một trong hai huynh đệ đã giao thủ với địch thanh ba ngày trước phong lâm sơn hỏa là dạ xoa tứ tuyệt dạ nguyệt phong rất hận địch thanh lúc trước khi địch thanh vừa mới đến biên thùy đã giết hai huynh đệ dạ nguyệt sơn và dạ nguyệt hỏa của hắn Dạ Nguyệt Phong vẫn chờ thời cơ để báo thù. Vì vậy khi y biết địch thanh đến An Viễn thì đã lập tức khiêu chiến. Dạ Nguyệt Phong đi theo đệ nhất cao thủ Dạ Xoa là Đồ Vạn Chiến, cùng với huynh đệ của mình là Dạ Nguyệt Lâm tấn công địch thanh từ hai mặt. Vốn tưởng rằng trận chiến này tất thắng chứ không ngờ là chỉ đã thương địch thanh, lại còn bị chết mất Đồ Vạn Chiến và Dạ Nguyệt Lâm. Nhưng cuối cùng địch thanh cũng bị thương. Và nguyệt phong cấp báo xuống phía nam cho thái thú linh châu là đậu duy cát sau khi nguyên hạo đại thắng ở thủy xuyên đã cùng trương nguyên trở về nước hạ ra lệnh cho đậu duy các toàn quyền xử lý mọi chuyện ở kính nguyên lộ tìm thời cơ tấn công quan trung đậu duy Cát vừa nghe được tin thì lập tức ra lệnh cho ngôi danh hư đến an viễn khiêu chiến đồng thời dồn binh xuống phía nam để giết địch thanh chiếm an viễn giết được địch thanh còn khiến phấn chấn tinh thần hơn là chiếm được hơn 10 bảo trại của quân tống địch thanh mà chết thì quân hạ ở tây bắc không còn người nào để khiếp sợ nữa dạ nguyệt phong thấy ngôi danh hư dốc hết sức xuất thủ thì hận không thể tự mình tham chiến y chỉ có thể chặn ở tuyến đầu đề phòng quân tống tấn công nếu bọn chúng có thể bày ra quỷ kế thì quân tống cũng không thể ngồi nhìn mà chờ chết được quả nhiên ngôi danh hư vừa ra tay bên kia quân tống đã có dấu hiệu di chuyển dạ nguyệt phong đã truyền lệnh cho quân hạ chuẩn bị xuất kích Đúng lúc này thì phía hậu quân đột nhiên loạn cả lên khiến Dạ Nguyệt Phong nổi giận, quay đầu trông lại thì thấy lửa trại bốc lên, có thể thấy rõ từ phía xa. Gió lạnh thổi đến khiến ngọn lửa bùng lên từng đợt. Từng đợt lửa bùng lên giống như mặt nước gợn từng vòng, từ từ lan rộng ra trung quân của quân hạ. Trung quân của quân hạ đã loạn. Dạ Nguyệt Phong không hiểu rõ, quát hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có binh sĩ vội vàng tiến đến bẩm báo, Dạ Nguyệt tướng quân đột nhiên có quân địch từ phía tây nam truy sát tới đây chúng ta không ngăn cản được lời còn chưa dứt thì đã có binh sĩ khác chạy đến kêu lên dạ nguyệt tướng quân có quân địch từ phía tây bắc truy sát tới chúng ta tổn thất vô cùng thê thảm dạ nguyệt phong nghiêm nghị trong lòng đã mơ hồ hiểu ra được chuyện gì chưa kịp hạ lệnh thì hai hướng tây bắc tây nam phía sau cùng loạn lên ngay sau đó đội ngũ quân hạ như tảng đá lớn bị quăng xuống nước như băng bị đâm xuyên trong đêm lạnh, lộ ra hai khe hở. Có hai đội binh mã đột nhiên chia ra, xé nhỏ thế trận của quân hạ. Binh sĩ tấn công từ phía Tây Bắc đều mặc áo đen. Cầm trường thương trong tay, lưng đeo đao sắt, chạy nhanh như tên bắn. Trong đêm tối, những mũi trường thương đâm ra mạnh mẽ, xếp thành một lá chắn đầy đinh nhọn. Mỗi lần lá chắn trường thương đâm tới thì vô số tiếng kêu trên thảm thiết vang lên, máu tươi chảy xối xả. Người cầm đầu ánh mắt sắc như mũi kiếm nhìn về phía dạ Nguyệt Phong. Người đó chính là Qua Binh. Qua Binh đã mang theo thập sĩ trong hãm trận chi sĩ đi đột phá vòng phòng ngự mạng Tây Bắc của quân hạ. Toàn bộ binh sĩ tấn công từ phía Tây Nam đều mặc áo giáp màu đen, cầm trường chu y trong tay, đầu chu y có gắn răng sói như móc câu. Lưng đeo khoan đao. Trong bóng đêm, họ như u linh xông ra, vung trường chu y trong tay như lôi công hành pháp. Những binh sĩ kia không có sự lợi hại như hãm trận chi binh nhưng lại có uy thế hùng hồn như núi đổ. Sức mạnh kinh hồn của thiết chu y bổ xuống, đập kẻ nào chết kẻ đó, vùng lên đánh ngựa khiến ngựa chạy mất. Người cầm đầu cầm chu y lớn trong tay, ánh mắt điên cuồng phóng, đồng thời cũng phóng tới hướng dạ nguyệt phong. Người đó chính là Bạo Chiến. Bạo Chiến mang theo thập sĩ trong dũng lực chi sĩ đột phá phòng tuyết phía tây nam của quân hạ kỵ binh của quân hạ vội vàng không chuẩn bị kịp trước trận thế đại loạn nhất thời không có lợi thế tấn công từng người tự rơi vào cơn ác mộng chiến tranh mộng khó tỉnh mà cuồng phong thì lớn qua binh và bạo chiến xé tan đội hình của quân hạ khiến cho dạ nguyệt phong rơi vào thế bị vây kín dạ nguyệt phong trầm xuống bọn chúng bố trí thế cục làm kẻ đi săn bỗng dưng lại biến thành con thú bị vây trong bẫy địch thanh thật là gian trá vậy rốt cuộc địch thanh kia có bị thương hay không? Dạ Nguyệt Phong rất nghi ngờ nhưng y không thể suy nghĩ tiếp vì qua binh và bạo chiến đang tạo nên áp lực lớn khiến y phải cẩn thận. Chắc chắn địch thanh có thương tích. Nếu địch thanh không bị thương thì tuyệt đối hắn sẽ không sử dụng tên nỏ, cũng sẽ không ẩn thân dưới bụng ngựa. Lúc ngôi danh hư nghĩ đến chuyện này thì ý chí chiến đấu tăng lên. Giết được địch thanh thì ngôi danh hư gã có thể xưng bá trong bộ già dạ xoa, thậm chí có thể vinh quang trèo lên vị trí long bộ cửu vương hai ngựa lại ra sức lòng vào nhau ngôi danh hư lại ra chiêu trong đám khói đen mờ mờ ảo ảo lúc này chính là cơ hội tuyệt vời cho gã xuất thủ ngôi danh hư xuống ngựa tung chiêu biến ra thành ba người đứng trước mặt địch thanh ngôi danh hư là hư không giả dạ xoa có thể biến ảo thành hư dùng khoảng không vô hạn bao lấy địch thanh bộ giả dạ xoa đều có tuyệt học Chiêu này của ngôi danh hư vốn được gọi là nhất khí hóa tam thanh, chỉ trong một thoáng có thể biến ra ba bóng người ảo, hư hư thật thật làm cho không người nào có thể nhận ra. Đây chính là nhẫn thuật của nước ngoài, nghệ thuật ám sát và gián điệp thời phong kiến của các ninja Nhật Bản, kết hợp chặt chẽ với phương pháp của tạng Bắc Mật Giáo, quỷ dị không cùng. Chương 316, Thống kích, 4 ngôi danh hư thấy quân hạ rối loạn biết là sự việc có biến gã nhất định phải nhanh chóng hết sức giải quyết xong địch thanh thì mới có thể ứng phó với những thứ khác gã không tin rằng địch thanh có thể ứng phó với thuật chướng nhãn của gã quần áo của gã huyễn ảo ra những bóng dáng khác trước mặt địch thanh gã mượn khói biến thành hai bóng dáng đi đến trước mặt địch thanh gã dồn hết lực đâm một kích ngay vào sau lưng địch thanh khi ngôi danh hư đi đến phía sau địch thanh thì đột nhiên lạnh cả sóng lưng gã chỉ thấy một mớ quần áo một mặt nạ bằng đồng xanh ở dưới bụng ngựa mà không thấy địch thanh địch thanh không trốn dưới bụng ngựa khi ngôi danh hư nghĩ ra thì đã thấy một luồng ánh sáng ánh sáng sáng như trăng sáng như băng sáng như trăng sáng chiếu lên băng sông băng mênh mông sát khí mênh mông như vậy chiếu xuống tất cả ảo ảnh đều bị chiếu diệt đêm nay tối như vậy vốn không có trăng. Vậy ánh trăng sáng đó là từ đâu mà có? Khi ngôi danh hư nghĩ thông ra thì thấy ánh trăng đã nhuộm máu. Máu là máu của ngôi danh hư. Trăng không phải trăng, là ánh đao, là ánh đao trên tay địch thanh. Ánh mắt địch thanh như ánh đao, nhìn chầm chầm cái đầu ngôi danh hư đang bay lên, chỉ nói một câu, bây giờ ngươi đã hiểu rõ ý của ta chứ. Một tiếng, bịch. Cái đầu rơi xuống ánh mắt ngôi danh hư vẫn còn mở to, dường như đã hiểu được. Địch thanh không bị thương. Nếu địch thanh bị thương nặng thì không thể xuất ra một đao sáng lạnh như vậy. Ngôi danh hư dùng chiêu nhất khí hóa tam thanh tấn công địch thanh. Còn địch thanh cũng dùng cách che mắt, dùng đồ đánh lạc hướng dưới bụng ngựa, rồi phóng lên cao chém ngôi danh hư một đao trí mạng. Ngô Danh Hư vẫn tự cho rằng mưu sự đã thành nên có phần kiêu ngạo. Vì thế gã đã thua vì sự kiêu ngạo nếu như gã bình tĩnh một chút thì bản năng sẽ phát hiện ra ở dưới bụng ngựa kia chỉ là ảo ảnh ngươi viện cớ bất đắc dĩ thì ta cũng vậy khi ngôi danh hư chết thì cuối cùng cũng hiểu hàm ý những lời này của địch thanh nhưng gã chết không nhắm mắt gã không hiểu vì sao địch thanh biết rằng gã sẽ sớm ra tay vì sao địch thanh phải kéo dài vài ngày vì sao quân hạ lại loạn lúc này nhưng người đã chết thì hiểu hay không hiểu được thì có gì khác nhau đâu địch thanh phi người lên ngựa mang mặt nạ chạy ra khỏi đám khói đặc quân tống thấy địch thanh từ trong đám khói đặc lao ra thì tất cả nhảy lên hò reo hoang hô vang động cả đất trời người ra tay chính là địch thanh còn kẻ chết đích đáng chính là ngôi danh hư địch thanh vẫn là chiến thần bách chiến bách thắng của đại tống cho dù địch thanh có bị trọng thương thì cũng vẫn vậy không khí đau buồn của quân tống bỗng trở thành tinh thần dũng cảm ngút trời khi địch thanh nâng đao hướng về quân hạ ra hiệu, giết, thì lôi phong đã sớm chuẩn bị, quát lên, xông lên. Quân tống ở trại an viễn dưới sự dẫn dắt của lôi phong ào về phía trận doanh quân hạ. Dạ nguyệt phong thất bại phải chạy trốn. Một chiêu tính toán sai lầm mà cả bàn cờ đều thua. Vốn dạ nguyệt phong còn hy vọng có thể tiêu diệt hai người qua binh và bạo chiến, xoay chuyển tình thế tàn cuộc. Nhưng khi nghe tiếng hoang hô của quân tống, Thấy địch thanh xuất hiện qua màn sương đen thì Dạ Nguyệt Phong liền quyết định phải chạy trốn. Hắn không còn tinh thần chiến đấu nữa. Quân hạ không đầu, một chủ tướng thì bị chém, một thì chạy trốn nên không còn dũng khí chống cự nữa. Chúng gào thét thúc ngựa chạy như điên hướng về hướng bắc. Đêm càng xuống thì tiếng mưa càng nặng hạt. Tiếng vó ngựa đạp lên mưa thu, xé gió, tỉnh cả mộng. Dạ Nguyệt Phong chạy một mình trên đường như điên, thoát cái chạy được hơn 10 dặm nhưng tiếng vó ngựa vẫn vọng lại từ phía sau gã giống như muốn chạy theo giết gã bất cứ lúc nào truy binh của địch thanh không hề buông tha một khi hắn đã đuổi theo giống như muốn đem mối ân cười mấy năm kia được chấm dứt đoạt lại mối bi huyết ngày xưa ngàn dặm núi sông phía trước đã là trại kê xuyên trong lòng già dạ nguyệt phong vui buồn lẫn lộn đau buồn chính là vì mấy ngàn thiết kỵ của quân hạ đã tan tác hết vui mừng chính là trại kê xuyên của đậu duy cát có hơn vạn đại quân chỉ cần gặp được đậu duy cát tập hợp lại thì gã vẫn có thể chiến một trận với địch thanh dạ nguyệt phong không phục thua không cam lòng địch thanh giả dối dám giả vờ bị thương để dụ bọn chúng lơ là dùng danh nghĩa là quyết chiến để tập kích bất ngờ địch thanh nói không giữ lời lần này không chiến không trả hết tội lúc dạ nguyệt phong nghĩ tới đây thì đã mang mấy trăm kỵ binh đến trước trại kê xuyên có tên lính hô lên là ai đó dạ nguyệt phong vội la lên nhanh bẩm báo với đậu thái úy là quân tống đột kích phải toàn lực chuẩn bị chiến đấu tên lính hạ kia có chút không tin cười nói đậu thái úy mới dời binh ở đây ngày mai đi đến an viễn lời còn chưa dứt thì đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi phía sau dạ nguyệt phong bất ngờ nổi lên cuồng phong Tiếng kỵ binh vang lên như sấm sét. Trong đêm tối hiện ra một đội binh mã cầm trong tay trường đao, búa lớn, hung hãn tiến tới tàn sát đám binh lính phía sau do Dạ Nguyệt Phong dẫn đầu. Dạ Nguyệt Phong khẩn trương không biết làm thế nào mà địch có thể đến nhanh đến như vậy. Không cần nói nhiều, gã dục ngựa chạy nhanh vào trong doanh trại để trốn. Quân hạ bên ngoài trại cũng thấy là bảo toàn sinh mạng là quan trọng hơn thấy trại kê xuyên mới là nơi an toàn nhất nên vội vàng chen chúc chạy theo dạ Nguyệt Phong vào trong trại. Quân Tống truy sát thấy thế thì cũng tiến vào. Quân hạ canh trại thấy quân Tống cầm đao giờ búa sông tới như trận gió cuồn cuồng, mưa to sấm lớn thì đều biến sắc cả. Dạ Nguyệt Phong đã chạy tới trước trướng trung quân. Đầu duy các nghênh đón, quát hỏi, có chuyện gì? Thấy dạ Nguyệt Phong chật vật. Lại nhanh chóng nghe thấy tiếng giết nổi lên bốn phía trại kê xuyên, Đậu duy các nhất thời không biết kẻ thù đến ít hay nhiều, sắc mặt biến đổi lớn. Dạ Nguyệt Phong khàn giọng nói, đậu thái úy, việc lớn không tốt rồi. Ngôi danh hư chết rồi. Địch thanh đuổi giết tới đây. Ngươi hãy mau chuẩn bị nghênh chiến đi. Đậu duy các kinh hoàng kêu lên, ngươi. Y định mắng dạ Nguyệt Phong nói bậy. Điều này sao có thể? Từ sau khi quân hạ đại thắng ở Thủy Xuyên trở về vẫn luôn ra uy bắt người cướp của, Công phá trại Tam Xuyên, vây khốn thành Dương Mục Long, xu binh xuống Nam Hạ. Những trại của quân Tống trên đường đều bị Lâm Nguy hoặc bị phá, hoặc phòng thủ mà không chiến. Lúc này có tin truyền đến là Địch Thanh nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy, chủ chiến ở Kính Nguyên Lộ, phụ trách điều hành binh mã của Kính Nguyên Lộ. Địch Thanh tới Kính Nguyên Lộ không lâu thì chuyển đến An Viễn ở Tần Phượng Lộ. Dạ Nguyệt Phong bày kế khiêu chiến khiến cho Địch Thanh bị thương nặng tin tức truyền đi khiến quân hạ chấn động đậu duy cát lại cấp tốc phái cao thủ ngôi danh hư của già dạ xoa bộ đến khiêu chiến đậu duy cát chuẩn bị ngày mai tự mình lãnh binh xuôi về phía nam để vây an viễn giải quyết dứt điểm giết địch thanh đoạt an viễn đánh thủng tuyến đường tần phượng lộ thì chẳng bao lâu sẽ khai thông con đường đi tới quan trung đúng lúc đậu duy cát đang sung mãn thì đột nhiên nghe tin giữ địch thanh thoát chết trở về khó trách khiến y không tin được tiếng giết chóc nổi lên bốn phía trại kê xuyên giống như quân tống đã vây khốn bốn phía. Dạ Nguyệt Phong nghe thấy thì sắc mặt càng tái đi, thầm nghĩ vì sao quân tống có thể có nhiều nhân thủ như vậy, làm sao có thể nhanh chóng truy sát đến nơi này. Đậu Duy Cát không nói nhiều, quát lớn, chuẩn bị ngựa. Một binh sĩ dẫn ngựa đến bên cạnh Đậu Duy Cát. Đậu Duy Cát mới trèo lên ngựa thì tự dưng thấy ấn lạnh trong người. Y hét vang, rút đao nổi giận chém đao vừa vung lên thì tia máu bắn ra đầy mặt. Tên binh sĩ dẫn ngựa kia xoay người lẫn ngay vào trong bóng tối. Trước khi tên binh sĩ kia lẫn đi còn quay đầu lại nhìn, mắt đầy sát ý, người nọ chính là thủ hạ của địch thanh, tử phẫn chi sĩ, Lý Đinh. Dạ Nguyệt Phong kinh hãi, vội hỏi, đậu thái úy, sao lại ra thế này? Rồi đột nhiên gã nhìn thấy đầu vai trái của đậu duy cát cắm một mũi tên nỏ, mặt biến sắc. Chương 317, Thống kích, 5 Hóa ra chẳng biết từ lúc nào, Lý Đinh thừa dịp loạn tới bên cạnh đậu duy cát, mượn việc đưa ngựa để ám sát đậu duy cát. Dù sao đậu duy cát cũng trải qua trăm trận chiến, lại làm thái thú Hồng Châu, cả ngày sống nơi đao kiếm. Ngay thời khắc Lý Đinh xuất thủ thì y nhanh chóng giật mình, tránh chỗ hiểm, vùng đao phản kích. Một chiêu của Lý Đinh không trúng thì thối lui. Đầu vai đậu duy cát đau, nhưng trong lòng còn đau hơn vì căm tức dạ nguyệt phong dạ nguyệt phong nhanh chóng hiểu được vừa rồi khi gã xông vào trong quân doanh thì quân tống thuận thế giết vào nhất định là lý đinh đã lẫn vào giết quân hạ sau đó thay quần áo dẫn ngựa ra tiếp trận đậu duy cát nhưng người này sao lại có kế hoạch trù tính như vậy tất cả đã rõ ràng lần công kích này không phải là quân tống thừa cơ đánh lén mà là mưu đồ từ lâu đậu duy cát lại nhảy lên ngựa định dục ngựa chuẩn bị tham chiến thì con ngựa hí lên đau đớn rồi ngã, rầm, xuống đất. Đậu Duy Cát liếc qua nhìn thì thấy con ngựa sùi bọt mép ngã lăn trên mắt đất. Y lại càng nổi giận, không đợi ngựa được mang đến thì thấy một người xông đến, mặc thiết giáp hùng hổ cầm búa bổ đến. Cơn mưa búa ao ạt đổ tới, tới tấp như bão. Búa chưa đến thì gió lạnh đã tạt vào mặt. Đậu Duy Cát tránh gấp lăn qua một bên rồi nhảy lên hất một thủ hạ xuống dưới ngựa. Sau khi đoạt được chiến mã của thủ hạ thì đậu duy Cát chưa vội nghênh chiến mà thét với tên thủ hạ, dục ngựa hô lớn, theo ta xuất trại đánh một trận. Ra trại đánh một trận. Sự sắc bén của quân hạ không nằm ở việc thủ trại. Quy thế của quân hạ là lợi dụng ưu thế kỵ binh, sự chia rẽ của đồng bằng để đối công đối xung. Đậu Duy Cát kêu gọi binh mã chuẩn bị ra ngoài chiến đấu với quân Tống, đã xoay chuyển tình thế nguy nan. Trong tiếng thét lên của Đậu Duy Cát, quân hạ rốt cuộc cũng tìm được phương hướng. Tất cả đều hăng hái đi theo đậu duy cát, sống vai sông ra ngoài doanh trại để chiến đấu. Nhưng vừa ra đến ngoài doanh trại thì sắc mặt của đậu duy cát thay đổi. Trong bóng tối, hai bên hiện ra hai đội kỵ binh khí thế còn hơn cả sấm sét mưa xa. Một đội cầm thương, mũi thương đâm ra như rừng. Một đội dơ cao búa, búa phủ kín như núi. Nhuệ khí của hai đội kỵ binh hợp lại tạo nên sát khí đằng đằng, ào ạt lao ra. Kỳ binh của đầu Duy Cát bị đối thủ xông tới thì chia năm xẻ bảy, quân lính tan tác. Hơn vạn quân hạ giống như ruồi không đầu, chạy tán loạn trối chết khắp nơi. Đậu Duy Cát thấy thế địch như nước triều thì ngạc nhiên trước sự chuẩn bị của đối thủ. Y không còn lòng dạ nào cũng không còn sức mà chiến đấu. Y xác định phương hướng rồi dẫn người chạy trốn về phương Bắc. Chỉ cần qua được kê đầu sơn, chạy đến trại giả bình tập hợp với quân hạ ở đó thì có thể ổn định trận tuyến. Chỉ cần có thể đứng vững thì đậu Duy Cát vẫn tin tưởng rằng vẫn có thể quyết chiến một trận với quân Tống. Y vẫn không tin là quân Tống có thể tấn công nhanh như vậy, cũng không tin rằng kỵ binh của quân Tống có thể đánh bại bọn chúng. Chiến mã rung rẩy trong gió thu, mưa rơi nặng hạt trong đêm. Một lát sau thì đậu Duy Cát đã đến ngô công lĩnh ở kê đầu sơn. Y biết rõ những con đường nhỏ phía sau nên phi ngựa rất nhanh. Nhưng lúc này, tiền quân bỗng dưng dừng lại. Đậu Duy các cả giận nói, có chuyện gì? Không đợi trả lời, Y đã biết xảy ra chuyện gì. Từ yếu đạo trong núi xuất hiện một đội nhân mã dựng lá trắng như bức tường, kiên quyết chắn đường yếu đạo trên núi. Đường này không thông. Sông lên. Đậu Duy các hô lớn. Quân hạ tiến lên chỉ có điều đường núi hẹp nên uy lực của kỵ binh suy yếu. Mọi người xông lên nhưng uy lực giảm nhiều so với lúc trong rủi khoái ý tiêu giao trên bình nguyên. Khó khăn lắm bọn chúng mới tiến tới bức tường sắt phía trước. Nhưng quân hạ lại chần chừ. Bọn họ tuy dũng mãnh nhưng làm thế nào để phá bức tường trắng này? Đang ngần ngừ thì bức tường trắng bỗng nhiên vỡ ra, ánh búa bổ tới giống như hồng hoàng quái thú. Chiến mã đau đớn hí lên. Quân hạ kêu lên thảm thiết có người bị rìu lớn bổ ra làm hai nửa máu chảy thành sông người chắn đường chính là phi kiên là phi kiên chi sĩ trong thập sĩ dưới trướng của địch thanh phi kiên mặc trọng giáp cầm thiết thuẫn vùng búa thép ánh búa lóe lên giống như bánh xe đang lăn siết chặt yếu đạo trên núi quân hạ xung phong không có kết quả gì lại nghe một tiếng pháo vang lên hai bên sườn núi phục binh nổi lên bốn phía tên bắn như mưa đã lăn như sét âm âm đổ xuống. Quân hạ đại loạn. Đậu Duy Cát quay đầu ngựa tìm kiếm đường núi khác, vất vả lắm mới chạy ra khỏi mai phục. Y thê thảm lắm mới thoát ra khỏi núi, đội thiết kỵ quân hạ đi theo chỉ còn có mấy trăm người. Đậu Duy Cát ngửa mặt lên trời thở dài rồi dục ngựa chạy về phía bắc. Chợt y nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp từ phía bắc. Một con vật cưỡi nhanh như gió, nhanh như điện xé màn đêm lao tới phía trước mặt y, trong đêm tối, chỉ thấy người kia mặt mũi hung tợn. Địch Thanh. Là Địch Thanh. Làm sao Địch Thanh lại xuất hiện ở chỗ này? Đậu Duy các hoảng sợ. Muốn tiếp lên nghênh chiến nhưng tinh thần đã sớm sa sút, muốn lui về phía sau chạy trốn nhưng đã muộn. Trường đao của người kia vung lên, làm kinh động đêm đen. Một tiếng quát lớn vang lên cùng tiếng chém rụng. Địch Thanh ở đây. Tiếng đến ngựa đến. Ngựa đến đao vung đao vung đầu rơi. Địch thanh điên cùng dục ngựa đuổi theo quân hạ 200 dặm, truy sát trong đêm tối, giờ tay chém một đao liền bay đầu thái thú linh châu đậu duy cát. Quân hạ cùng loạn, chạy trối chết khắp nơi. Địch thanh dồn sức chém đậu duy cát rồi lại dừng lại nghỉ. Hắn đứng trong mưa nhìn quân hạ chạy trốn tứ phía. Sớm đã có kỵ binh lao ra truy kích, nhưng dường như địch thanh đang chờ cái gì đó. Tiếng mưa rơi tí tách trên lá khô, chảy xuôi theo tấm mặt nạ lạnh ngắt, mang theo vẻ lạnh lẽo. Máu đã phai. Mưa như nước mắt. Mặt nạ giữ tận kia nhìn về phương Bắc suy nghĩ điều gì đó, vẻ lạnh lẽo trên mặt nạ khiến cho người ta sợ hãi. Một người dục ngựa chạy đến, dáng vẻ tươi cười, hoàn toàn đối lập với vẻ dữ tận của mặt nạ kia. Người đến là hàng tiếu. Hàng tiếu tươi cười, có phần tự hào nói, địch tướng quân, trại kê xuyên đã bị phá, Quân hạ chạy trốn tứ phía. Ba đội dũng lực hãm trận. Khấu binh đã đúng hẹn chia ra làm ba đường xuất kích. Phi Kiên phụ trách dọn dẹp hậu phương, toàn bộ nhuệ chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục xuất chiến cùng với tướng quân. Bên trong cơn mưa thu có một đội binh mã lặng lặng đứng phía sau địch thanh như một đám âm hồn. Đội nhân mã kia cầm trong tay hoặc hoặc trường đao, hoặc búa lớn, hoặc lợi kích sắc bén. Bọn họ là đội nhân mã đầu tiên tấn công trại kê xuyên. Đội nhân mã này gọi là chấp nhuệ. Binh khí trong tay của bọn họ không giống nhau, nhưng hàng quan trên bính khí của họ đều lạnh lẽo như nhau. Lưỡi đao lạnh không vấy máu. Máu không dính đao. Đây là đội nhân mã thứ bảy mà chúng thế hành chuẩn bị cho địch thanh, cũng có thể nói là thứ vũ khí thứ bảy của địch thanh. Chấp nhuệ. Lấy nhuệ khí giành thắng lợi, lấy lưỡi dao sắc bén để tấn công tử phẫn, dũng lực, hãm trận, khấu binh, phi kiên, chấp nhuệ, đãi mệnh, toàn bộ thất sĩ đều đến đông đủ tham dự trận chiến này. Nếu ngôi danh hư không chết thì có lẽ sẽ hiểu rõ. Địch thanh giả vờ bị thương, chỉ là kéo dài thời gian để cho bảy đội nhân mã tụ tập, phát động một cuộc phản công dữ dội với quân hạ. Chương 318, Thống kích, 6 trong vòng hai ngày địch thanh giả vờ bị thương hai đội của hãm trận và dũng lực lặng lẽ di chuyển tạo thành thế tiêu diệt ngôi danh hư còn ba đạo quân khấu binh chấp nhuệ và tử phẫn đã sớm đúng hẹn mà dời binh trăm dặm nhìn trại kê xuyên một cách thèm thuồng tam sĩ chi binh thấy ngôi danh hư bại quân thối lui thì thừa dịp loạn tấn công đậu duy cát việc này đã được thảo luận thỏa đáng với hàng tiếu trước khi địch thanh giết đồ vàng chiến vì đêm nay mà địch thanh đã chuẩn bị nửa năm trời Thậm chí có thể nói khi hắn vừa đến Biên Thụy đã chờ mong một trận chiến như vậy. Gặp chư quân đại mệnh, địch thanh gật đầu ra lệnh, tốt lắm, bắt đầu dựa theo kế hoạch, tiếp tục truy kích. Mục tiêu lần này chính là trại tỉnh Biên. Trại tỉnh Biên ở phía bắc trại kê xuyên mấy chục dặm. Đêm nay quân Tống đã toàn thắng, mà địch thanh cũng không có ý định dừng tay lại. Một trận phải đạp phá quan ải, giành lại non sông tiếng thiết kỵ vang lên trong cơn mưa thu không dứt. Hoàng hôn chiếu rực rỡ trên an viễn, máu nhộng khắp quan ải. Địch thanh hăng hái ở an viễn, chém giết ba đại cao thủ của quân hạ là ngôi danh hư, đồ vạn chiến và dạ nguyệt lâm, xâm nhập vào kính nguyên lộ của quân hạ. Phát động toàn diện phản công. Quân tống đại thắng trại kê xuyên, đánh tan tác hơn vạn kỵ binh chủ lực xuôi phía nam của quân hạ phía nam, lấy mạng thái thú hồng châu đậu duy cát quân tống tiếp tục tấn công trại tỉnh biên giành lại đất bị mất quân tống chiến đồng gia bảo quân tống thủ uy vinh thanh trong vòng vài ngày quân tống đã giành lại hơn nửa những vùng đất bị mất ở kính nguyên lộ quân hạ nghe tiếng thì chạy trốn về phía bắc thậm chí không dám đánh một trận với địch thanh chiến thần tây bắc địch tướng quân có lệnh toàn bộ binh mã ở kính nguyên lộ phối hợp hành động lần này cướp giết thiết kỵ của tây hạ ở phía bắc kính nguyên lộ toàn dân đều là binh. Đội thiết kỵ của địch thanh phấn chấn, ba ngày trải qua 11 cuộc chiến lớn nhỏ, đều đại thắng, hát vang. Mặt trời đỏ lên, sương thu ngưng động, trên trời cao có bóng chim nhạn làm bạn đồng hành. Vẻ lạnh lùng bên trong đã biến mất, địch thanh đã giết đến tam xuyên khẩu. Mấy vạn quan hồn ngày xưa đã mịt mù trong cơn mưa cuối hạ. Ngày xưa khó có thể trở về được, ngay cả những ký ức gian khổ năm đó cũng không thể trở về được. Địch thanh dục ngựa đi, vẫn đeo tấm mặt nạ bằng đồng xanh. Sau tấm mặt nạ ấy, chỉ có khuôn mặt hiu quạnh hơn cả cuối thu. Khuôn mặt lạnh, ánh mắt đa tình. Địch thanh đứng cô liêu trước tam xuyên khẩu, mi mắt hơi ướt. Núi xanh vẫn thấy người đã già. Người không còn, tình núi vẫn còn. Nhìn trời cao vút một màu, khói trên sông trải dài, hắn dường như nhìn thấy được Vũ Anh đang xu binh huyết chiến. Cô đơn nói, huynh là người luyện võ, binh bại thì chết. Hắn như được nhìn thấy vương khuê quỳ về hướng đông, bi thương nói, thần không thể phụ nước nhà, nhưng kỳ thực không đủ sức. Thần không dám cầu xin kẻ nào chết thay, chỉ có thể tự mình chết để đền nợ nước. Chuyện cũ như khắc rõ mồn một trước mắt. Có thể nào quên chúng huynh để say rượu cùng điên cùng ca hát? Có thể nào quên chúng huynh để tình thâm ý trọng? Bao nhiêu năm gió đau mưa tên năm xưa trôi qua nhanh như điện, xương trắng núi hoang bi ca nhiệt huyết những huynh đệ đã từng là bằng hữu kia cũng không còn được thấy nữa đấng tu mi phải lấy việc thành danh làm trọng lấy việc dương danh làm mộng nghĩ đến đây thì hắn không kìm nổi lòng chua sót không kìm nổi hàng lệ rơi không kìm nổi thở dài một tiếng quân thủ trong thành dương mục long đã sớm hò reo hoang hô quân hạ vây ngoài thành sau một đêm đã bị đánh tan hết địch tướng quân theo tần phượng lộ tiến đánh đại chiến kính nguyên lộ tiêu diệt quân chủ lực của quân hạ chiến đấu ở kê xuyên thu lại tỉnh biên trong vòng ba ngày mà hắn liên tục chiến đấu trong hơn trăm dặm đánh chiếm lại tam xuyên khẩu tận sức giành lại những vùng đất mà đại tống đã mất đi suốt một năm qua địch tướng quân đã dẫn binh đến gần thành dương mục long sau trận chiến thủy xuyên ở kính nguyên thành dương mục long đã trơ lại là một cô thành binh sĩ trong thành không còn sợ hãi cũng không cố thủ mà sớm ra nên đón vị tướng quân anh hùng trong suy nghĩ của bọn họ. Vó ngựa như sấm rền, tiếng hoang hô vang trời. Địch thanh chỉ mong rằng được nhẹ nhàng như làn khói kia bay lên trời. Biển trời mênh mang, đàn cô nhạn bay về phía mặt trời nhuộm đỏ. Án mây chuyển động, ở bên trong giường như hiện ra một bóng hình quen thuộc. Hình ảnh ấy mờ nhạt, như ẩn như hiện, cảm giác như tư tư sớm tối cùng nhau. Đám mây theo gió phiêu lãng. Bên tai địch thanh như nghe được một tiếng gọi. Âm thanh ấy vẫn quen thuộc như nhiều năm trước, nhẹ nhàng nồng nàn. Địch thanh, huynh phải sống thật tốt, để cho mùi biết. Mùi không nhìn lầm vị anh hùng của mùi. Trời đất yên lặng, quan hà uống lượng. Tạm thiên cuốn quyết si mê như dây cung hoa rơi, vắng vẻ trường ca. Hóa ra, mọi thứ chưa bao giờ rời đi. Cũng không hề thay đổi. Trong mắt địch thanh đã ngấn lệ, tràn đầy tan thương. Hắn ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây nghe thường kia, trong lòng lẩm bẩm, vũ thường, nàng sẽ không nhìn lầm vị anh hùng của nàng. Nàng yên tâm, ta sẽ nhanh chóng đi tới chỗ hương ba lạp. Nàng nhất định phải chờ ta. Màu trời đỏ rực ngày thu xuyên qua đám mây trôi, những tia nắng đỏ chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng ấm áp chiếu lên những đóa hoa dại, dịu dàng như người tình nhân đang nhẹ nhàng vuốt ve giọt sương còn sóc lại trên cánh hoa giọt sương trông như nước mắt, lấp lánh trong suốt dưới ánh nắng mặt trời, đóa hoa như lúng đồng tiền trên khuôn mặt người thiếu nữ trẻ. Gió ở biên thùy nổi lên, cổ thành nồng đậm tiết thu. Sương mù dày đặc bao phủ con đường tiến đến trong thành lăng. Có nhiều tiếng sáo, không biết từ nơi nào truyền đến từng hồi ca hát, lạnh lót trào dân, làm vỡ tan cái rét, tiếng ồn ào liên tục vang lên. Có một con chim nhạn lẻ loi bị tiếng động làm cho hoảng sợ, vỗ cánh bay lên trời cao ngàn dặm, bay qua thành dương mục long để đến nơi không còn cô đơn nữa bên trong phủ thành của thành dương mục long địch thanh nghe thấy tiếng nhạn kêu liền ngẩng đầu ngắm nhìn giây lát sau lại nhìn vào công văn trên bàn lông mày nhíu lại tóc bạc bên thái dương giống như thu muộn ngưng sương kính nguyên lộ thắng lớn thu phục cố thổ tướng sĩ ở biên thùy đại tống đều rất sôi nổi tinh thần dâng cao chỉ đợi địch tướng quân ra lệnh một tiếng mọi người lập tức ngựa đạp qua hoành sơn tiếp tục chiến đấu với quân hạ địch thanh lại nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy theo tin nhận được hôm nay không tàn ngộ đào thống lĩnh quân tây hạ phòng ngự ở hoành sơn điều sơn ngoan nghiêm mật tử thủ tuyến đường hoành sơn quân tống muốn qua hoành sơn sao dễ dàng như vậy từ sau khi địch thanh chiến thắng ở đường kính nguyên lộ cũng không dám lơ là tích cực chuẩn bị chiến sự đề phòng nguyên hạo phản kích lại sớm phái các binh sĩ đã đi tìm hiểu động tĩnh của quân hạ. Mấy ngày nay, ngoài trừ việc trấn an dân chúng trong thành, lại tiến hành tế lễ cho Vương Khuê đã tử trận. Dân chúng bên trong thành vốn đã vì cái chết của Vương Khuê mà lập nhiều mộ chôn quần áo và di vật, thành dương mục lông này có thể thủ vững mấy tháng, cô thành không bị phá, đều là nhờ vào cái chết của Vương Khuê đã kích động nhiệt huyết của dân chúng. Cô thành, thành trì bị cô lập, không có tiếp viện. Lúc địch thanh tế bái, quân sĩ và dân chúng trong thành dương mục long vui buồn lần lộn buồn vì cái chết của vương khuê vui vì cuối cùng tướng quân cũng có thể chống đỡ tình hình chiến tranh ở tây bắc chưa đến một tháng địch thanh đã dùng hành động tạo ra uy vọng vô thượng trong lòng dân chúng uy vọng này ở tây bắc không ai có thể sánh được lúc này địch thanh đang xem bản đồ của biên thùy tây bắc sau đó cẩn thận suy tính xem kế tiếp nên hành động thế nào lúc này ở ngoài phủ truyền đến tiếng vó ngựa giây lát sau hàng tiếu tiến vào phủ tiến lên bẩm báo địch tướng quân quân hạ ở phía nam thành dương mục long đã rút hết khỏi kính nguyên lộ quân hạ ở trước trại tam xuyên cũng có dấu hiệu lui quân về phía bắc mấy ngày qua quân ta giết quân hạ hơn vạn thu được vô số khôi giáp và chiến mã Chương 319, Thừa Thiên 1. Địch Thanh gật đầu nói, giặc cùng chớ đuổi. Lệnh cho quân ta tiến đến trại Tam Xuyên thì dừng lại, dựa vào địa thế lục bàn sơn tiến hành phòng ngự, đề phòng quân Hạ phản kích. Lệnh cho quân và dân tại các bảo trại của Kính Nguyên Lộ tu sửa công sự, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hàng Tiếu lĩnh mệnh, định lui ra thì địch Thanh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn hỏi, lần trước phái người đi xa châu vẫn chưa có tin tức sao? sắc mặt hàng tiếu có chút do dự rồi nói, địch tướng quân, ở xung quanh xa châu Đông Hoàng, nguyên hạo cho trọng binh mai phục, còn phái giả lợi ngộ khất trấn thủ. Lúc này, người thường căn bản là không thể tới gần nơi đó, chớ nói chi là tìm hiểu tin tức. Địch thanh gật đầu, tốt. Ta biết rồi. Nói các huynh đệ đi xa châu cẩn thận một chút, tùy cơ mà hành sự. Hàng tiếu lui ra, địch thanh ngồi trong nội đường, âm thầm suy tư. Hóa ra sau khi quân Tống liên tiếp thất bại phải lui binh, triều đình nhà Tống hoảng hốt, không nghĩ tới cái họ Gia Nô Nguyên Hạo từng ban thưởng ở Tây Bắc, không ngờ hai lần đánh bại đại quốc to lớn. Triệu Trinh gọi Bách Quang lại tới hỏi biện pháp, không có hiệu quả, triều đình cũng đành bó tay không có biện pháp. Phạm Trọng im tiếng lên đặc biệt đề bạc địch thanh tới trấn thủ tại kính nguyên lộ. Bách Quan phản đối, cho rằng thời gian này địch thanh thăng chức qua nhanh, không hợp lý mặc dù Triệu Trinh vẫn không quyết định, nhưng lửa cháy đến nơi, nghe thấy địch thanh liên tiếp chiến thắng, vì mặt mũi, không do dự nữa, lập tức lệnh cho địch thanh tổng lĩnh công việc của kính nguyên lộ, các châu huyện toàn lực phối hợp hành động với địch thanh. Sau khi địch thanh tiếp quản kính nguyên lộ, không nóng nảy giống trống khu chiên, chỉ âm thầm điều nhân mã thất sĩ tới kính nguyên. Có đám người đằng tử kinh, bàn tịch, phạm trọng im toàn lực phối hợp, rồi sau đó âm thầm phản kích một đòn sấm sét một hơi đánh đuổi quân hạ ra khỏi kính nguyên lộ chiến dịch này địch thanh mưu tính đã lâu nhưng hắn biết thắng lợi chỉ là tạm thời lúc này việc cấp bách nhất chính là làm cách nào mới có thể khiến nguyên hạo không còn có thể quấy rối biên giới nước tống hơn tháng trước hắn đã đưa thư lên triệu trinh đề xuất một ý tưởng to gan lớn mật nhưng không biết triệu trinh có dám quyết đoán thực thi nó hay không trong lúc địch thanh đang chìm vào suy tư có một binh sĩ tiến vào bẩm báo địch tướng quân chủng đại nhân đã tới. Tinh thần địch thanh chấn động, phủi áo đứng lên, vội nói, mau mời. Hắn không đợi chủng thế hành vào phủ mà đích thân ra ngoài nên đón. Lúc chủng thế hành tiến vào, trên khuôn mặt xanh sao tràn đầy hưng phấn. Sau khi nhìn thấy địch thanh, y giơ ngón cái lên nói, địch thanh tiểu tử, trận đánh rất hay. Địch thanh cười nói, thân mang trọng trách mà thôi, có điều cũng chỉ mới bắt đầu thôi hắn để ý thấy phía sau chủng thế hành còn có một người, người này ăn mặc giống quan lại ở kinh thành, tài to môi dày, khuôn mặt trung hậu, nhưng hai tròng mắt sáng ngời, ẩn chứa vẻ nghiêm nghị. Chủng thế hành gặp ánh mắt dò hỏi của địch thanh liền giới thiệu, địch thanh, đây là tri chế cáo phú bậc phú đại nhân trong triều. Phú bậc chắp tay làm lễ. Nói ngay vào điểm chính, địch tướng quân, ta phụng lệnh thánh thượng, đặc biệt tới tìm ngài. Trên đường gặp chủng đại nhân, bởi vậy cùng nhau đến trong lòng địch thanh khẽ động thầm nghĩ tri chế cáo lệ thuộc lưỡng chế nghe nói là ở trong triều là do hàng lâm học sĩ đảm nhiệm người này được thánh thượng phái tới chẳng lẽ là đã có quyết định về vấn đề mình đề cập trong thư vội nhường đường hai vị đại nhân mời lúc này mặc dù địch thanh là tổng lĩnh chiến sự kính nguyên lộ nhưng quân hàm chỉ là thứ sử tần châu chủng thế hành cũng vì công mà thăng chức hiện nay quản lý hoàng châu mặc dù chức quan của hai người không thấp, nhưng vẫn còn kém phú bật. Sau khi vào hậu đường, địch thanh mời phú bật ngồi. Phú bật lắc đầu nói, từng nghe uy gian của địch tướng quân, vẫn chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay được gặp, thật là may mắn ba đời. Địch tướng quân có công, xin ngồi trước. Địch thanh có chút kinh ngạc, thầm nghĩ quan văn trong triều trừ đám người phạm trọng im, bàn tịch ra, số còn lại đều là loại kiêu căng. Không ngờ phú bậc này lại có khí phách như vậy, thật sự khó gặp thấy thần sắc thành khẩn của phú bậc địch thanh lòng mang việc nước không hề khách sáo sau khi mọi người phân chủ khách ngồi xuống địch thanh lập tức hỏi không biết lần này phú đại nhân đến đây có việc gì phú bậc khẽ mỉm cười lấy từ trong người ra một chiếu thư đưa cho địch thanh rồi nói địch tướng quân mời tự xem địch thanh tiếp nhận chiếu thư xem xong gương mặt vui mừng nói thánh thượng đồng ý đề nghị của hạ quan rồi hả phú bật gật đầu nói ý tưởng của địch tướng quân không mưu mà hợp với suy nghĩ của thánh thượng thánh thượng lo lắng tình hình chiến sự tây bắc bởi vậy lệnh cho ta đến phối hợp hành động với địch tướng quân tới thành thanh đường tùy cơ ứng biến chủng thế hành vẫn im lặng không nói gì khi nghe được ba chữ thành thanh đường tinh thần rung lên trên mặt có nét vui mừng địch thanh thở phào trong ánh mắt mang theo sự kỳ vọng lại hỏi không biết phú đại nhân định khi nào khởi hành Phú Bật nói, việc quân như lửa, chậm một khắc, nói không chừng sẽ có không ít biến số. Ta có thể cùng địch tướng quân tới thành thanh đường bất cứ lúc nào. Địch thanh thấy Phú Bật làm việc quả quyết, không có nửa phần do dự của văn nhân, trầm ngâm nói, hôm nay đã muộn, chi bằng mời Phú Đại Nhân nghỉ tạm trong thành một đêm. Hạ quan chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai xuất phát, không biết Đại Nhân thấy thế nào. Phú Bật đứng dậy thi lễ, đoạn đường này, làm phiền tướng quân. Địch Thanh đáp lễ, cười nói, đây là bổn phận của hạ quan, phú đại nhân khách sáo quá rồi. Địch Thanh nói xong liền phái người đưa phú bật về phủ nghỉ ngơi. Sau đó chúng thế hành hỏi, Địch Thanh, thánh thượng thật sự đồng ý liên hợp thổ phiên công đánh Nguyên Hạo sao? Địch Thanh chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, ngày trước, phạm công, bàn đại nhân, ta và ngài cảm thấy phải bóp chặt thế công của Nguyên Hạo. Lúc này, chỉ dựa vào binh lực của đại tống khó mà làm được nếu có thể liên hợp với thổ phiên hai đường tấn công nước hạ khiến cho nguyên hạo trước sau đều gặp khó khăn có thể đè bẹp nhuệ khí của y thánh thượng cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của ta lần này phái phú đại nhân đi sứ thành thanh đường đi gặp cốc tư la thuyết phục bọn họ liên kết xuất binh thánh thượng còn lệnh ta bảo vệ phú đại nhân tùy cơ ứng biến lão chủng nếu thật sự có thể thuyết phục người thổ phiên xuất binh chúng ta sẽ tiến công ngân hồng hữu châu của nước hạ người thổ phiên tiến công qua, xa, lương châu. Nếu có thể thành công, không khác nào chặt đứt hai cánh tay của Nguyên Hạo, chặn đánh Nguyên Hạo, như vậy là đã lập không ít công lớn. Vẻ mặt địch thanh đầy hưng phấn. Hắn chờ đợi nhiều năm, chính là đang chờ cơ hội này. Chúng thế hành ở bên cạnh biểu môi, dội một gáo nước lạnh, ngươi nghĩ thật hay quá. Có thể thuyết phục cốc tư là xuất binh hay không còn là vấn đề. Thuyết phục được bọn họ xuất binh, có thể hành động đúng như ngươi nói hay không lại là một việc khác người tạng thần bí khó nắm bắt thậm chí ta còn hoài nghi ngươi đi tới đó có thể nhìn thấy cốc tư la hay không có còn sống mà trở về hay không địch thanh thấy hai hàng lông mày của chủng thế hành nhíu chặt lặng lẽ cười lão chủng ngươi yên tâm đi mạng ta rất cứng những năm qua ông trời cũng không muốn thu ta lần này cũng sẽ không thu chúng thế hành ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ sương trần của địch thanh hồi lâu mới nói địch thanh ta có một câu muốn hỏi ngươi ngươi liên hợp thổ phiên muốn cướp hai địa phương xa châu qua châu là vì đại tống hay còn vì điều gì khác địch thanh bỗng nhiên trầm xuống chúng thế hành nghiêng đầu đi lẩm bẩm nói mặc dù triệu minh đã vẽ ra địa điểm này nhưng trong này núi lở toàn bộ địa hình đã thay đổi đi theo đường cũ khẳng định là không được nữa rồi Quân hạ ở phụ cận canh giữ nghiêm cẩn, chúng ta không thể tiếp cận hương ba lạp. Như vậy, nếu như có thể liên kết với người thổ phiên đoạt lại, quay về Sa Châu, tiến nhập hương ba lạp sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Địch Thanh đột nhiên nói, lão chủng, ngươi xem ta là loại người gì? Chương 320, Thừa Thiên, 2 Chúng thế hành hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn địch thanh, chỉ thấy hai tròng mắt của địch thanh lóe sáng, ánh mắt thành khẩn. Địch thanh tiến lên một bước, trầm giọng nói, lão chủng, ta muốn đến hương ba lạp, nằm mơ cũng muốn. Nhưng những năm qua, ta biết. Có rất nhiều chuyện, không phải muốn là có thể làm. Ngươi, quách đại ca, dịp bộ đầu, còn có rất nhiều người vẫn vì chuyện của ta mà bôn ba, ta rất cảm kích các người ta cũng muốn nói cho ngươi biết một câu. Địch thanh tạm ngừng, thốt ra từng chữ, ngươi phải tin tưởng ta, ta sẽ lấy việc nước làm trọng. Chủng thế hành nhìn chầm chầm địch thanh, một lúc lâu sau mới nói, không phải ta không tin ngươi. Địch thanh, ngươi đã đáp ứng ta, toàn lực tác chiến, vì dân chúng Tây Bắc mà đánh, ngươi làm được. Nhưng ta, ta phụ sự tín nhiệm của ngươi. Bấy lâu nay ta vẫn không tận lực giúp ngươi điều tra trong lòng ta thật hổ thẹn. Đôi mắt ông lão có chút đỏ lên, mặt tràn đầy vẻ ấy nấy, che miệng ho. Ngược lại, địch thanh lại mỉm cười, vỗ nhẹ vào bả vai chủng thế hành, năm đó tiên đế tận lực cả nước cũng không tìm được hương ba lạp, ngươi nhận làm công việc khó nhất thiên hạ này, ta đã chiếm tiện nghi rồi. Lão chủng, tất cả đều do mệnh trời, ngươi không cần vội vàng. Chỉ cần chúng ta đánh hạ sa châu, tất cả mọi chuyện tự nhiên sẽ như nước chảy thành sông hắn an ủi chủng thế hành như thế, nhưng đến cuối cùng có đánh hạ được Sa Châu, trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Chủng thế hành không khỏi thở dài, ôi! Ông lão ta đã bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà lại để ngươi an ủi. Tốt lắm! Không nói nhiều, ngươi đi thanh đường phải cẩn thận. Hy vọng ngươi có thể thuận lợi thuyết phục cốc tư là xuất binh, lấy Sa Châu. Đến lúc đó chúng ta bình Tây Hạ, ngươi nổi danh thiên hạ, ta cũng không cần phải chạy tới chạy lui có thể an tâm buôn bán, phát tài lớn. Vẻ mặt chủng thế hành tràn đầy khao khát. Địch thanh khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, kỳ thật ta cũng không muốn nổi danh thiên hạ, vậy ngươi muốn cái gì? Chủng thế hành mở miệng hỏi. Đột nhiên tỉnh ngộ, không nói gì. Địch thanh cũng không trả lời, chỉ quay đầu nhìn ra phía ngoài nhà. Trời tối, một sắc thu dựa trong quan ải, không biết nơi đó ra sao, trăng tàn biến mất khỏi chân trời. Trăng tàn, sáng nhẹ, nhẹ rơi xuống chân trời, giống như sương buồn vung vẩy trên đất. Địch thanh nhìn trăng tàn, khuôn mặt lạnh băng, trong lòng tự nhủ, địch thanh ta không cần thiên hạ. Chỉ cần vũ thường. Chúng thế hành nhìn khuôn mặt sắc cạnh như đau, như đúc bằng sắt thép kia, đôi mắt không kìm được đỏ lên, dùng ống tay áo lau lau nước mắt, lẩm bẩm nói, tiểu tử ngốc. Bình minh lên, hàng tiếu sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Địch Thanh chỉ dẫn theo hàng tiếu và mấy tên thủ hạ, cùng Phúc bật ra khỏi thành Dương Mục Long, một đường tiến về phía Tây. Địch Thanh, Phú bật gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, theo lệnh vua ban, lặng lẽ đi sứ Tây Tạng, phải thuyết phục Cốc Tư La và quân Tống liên hợp xuất binh, tấn công nước hạ. Tính tới thời điểm này, khiết đan, đại tống. Nước hạ là các nước mạnh nhất. Tuy nhiên, những năm gần đây, lực lượng quân Cốc Tư La đất thổ phiên, xuất hiện lực lượng mới, đã tuyệt đối không thể bỏ qua. Năm đó, khi Nguyên Hạo đánh Cao Sương, đánh dân tộc hồi hộp, vốn định thừa dịp nhập vùng đất người thổ phiên vào bản đồ, nhưng không ngờ gặp phải quân Cốc Tư La ngăn cản mãnh liệt. Nguyên Hạo thế mạnh, nhưng Cốc Tư La trấn thủ thành thanh đường, dùng kế vườn không nhà trống, bằng 100.000 tín đồ trú binh bên bờ sông Tông Ca. Cuộc chiến của Nguyên Hạo diễn ra trong thời gian gần một năm, nhưng không thể đẩy lùi quân Cốc Tư La nửa bước khi nguyên hạo lương thảo không còn nhiều lòng quân dao động cốc tư la đã lấy khỏe thắng yếu kết quả là quân nguyên hạo bị đại bại trên sông tông ca có thể nói là thất bại chiến dịch trên sông tông ca trong suốt cuộc đời nguyên hạo ít có thảm bại khiến cho từ đó về sau ngay cả ngựa của quân hạ cũng không dám uống nước sông tông ca nữa sau đó cốc tư la đặt điện nhất dịch ở vị trí cao nhất của đất thổ phiên nhưng sau đó bên trong nội tộc cốc tư la có phản loạn quy nghĩa quân tào hiền có ý đầu hàng nguyên hạo nguyên hạo thu nạp qua châu sa châu và những nơi khác khuếch trương thế lực thêm một bước nữa cốc tư la ra sức bình định không đủ sức để lấy lại hai địa phương qua châu sa châu chỉ có thể cầm cự với nguyên hạo lúc này đất của cốc tư la ở phía đông tới tần châu nước tống phía bắc giáp nước hạ phía tây đi qua thanh hải tạo thành một khối cường thịnh nhất phía tây nam địch thanh nghĩ đến đây đã qua đường địch đạo ở lũng tây đạo lý truyền thống, an nhiên tự tại. Con đường nhà Hán, hồ cát bay lên. Trên suốt dọc đường hắn đi cùng phú bậc, nhưng thật ra lại rất ít nói chuyện. Sau khi vào địch đạo, đột nhiên nói, địch tướng quân cũng biết chuyện trước đây của địch đạo sao. Địch thanh lắc đầu. Mặt toát mồ hôi nói, ta biết chút ít qua sách. Phú bậc khẽ mỉm cười, ta nghe Phạm Công nói, địch tướng quân ít đọc sách, biết dụng binh. Thật ra, chinh chiến bắc nam biết dụng binh là việc cần kiếp ít đọc sách không ảnh hưởng tới đại sự sau này đọc nhiều một chút là được binh dùng không được giỏi nhưng phải trọng mạng người địch thanh thấy thái độ phú bậc khiêm hòa cảm thấy hứng thú nên hỏi hình như phú đại nhân có quan hệ rất tốt với phạm công thì phải phú bậc cảm khái nói phạm công có thể có quan hệ xã hội không tốt nhưng là người rất ít tư thù cá nhân năm đó khi ta buồn bực vì thất bại còn phạm công may mắn được đề cử bởi thế mới có vinh quang như ngày hôm nay nói ra thì phạm công như là ân sư của ta rồi địch thanh biết được từ miệng của chủng thế hành phú bậc này vốn là con rể của trọng thần trong triều yến thù nhưng không nghĩ lại từng có liên quan tới phạm trọng yên trong lòng thầm nghĩ ông ta có thể được phạm công đề cử tuyệt đối cũng phải là kém cỏi gì phú bậc thấy phương xa bụi bay mù mịt nói chống củ địch đạo lý đường vốn đã có không ít anh hùng hào kiệt. Ngoại trừ hoàng đế khai quốc đại đường Lý Uyên ra, nhớ tới triều đại nhà Hán. Đã từng xuất hiện phi tướng quân Lý Quảng. Phi tướng quân công tích khó có thể thắng số, vận mệnh ngắn ngủi. Nhưng người đời sau chỉ bằng một câu, đảng sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn, đã khiến lưu danh thiên cổ. Đảng sử Long Thành phi tương tại, bất giáo hồ mã độ âm sơn phi tướng Long Thành Lý Quảng, mạnh mẽ dương cung giết giặc, rốt cục khiến cho người hộ không dám khinh thường Trung Nguyên. Lúc địch thanh nghe kịp được hai câu này, cũng là lúc nhiệt huyết trào dân. Nhưng hắn không biết tại sao Phú Bật lại có câu cảm thán này. Tiếng Phú Bật vòng vọng tới địch thanh. Thành khẩn nói, địch tướng quân, từ xưa phùng đường dịch lão, lý quản khó phong thành thật đáng tiếc cho việc đó. Người mà vừa có tài, có khả năng, thất bại cũng là chuyện thường phạm công nhiều lần cảm thán nói địch tướng quân nhất định có thể trở thành danh tướng để đời nhưng bị quản chế trong tổ tông gia pháp vẫn khó có thể là nhân tài toàn diện mỗi lần ta nghĩ tới điều đó trong lòng đều thấy không yên tâm địch thanh cười nói ta thân có thể theo nghiệp nhà binh đến được địa vị hôm nay đã là may mắn lắm rồi phú đại nhân quá khen phú bật lắc đầu nói địch tướng quân có thể có địa vị hôm nay là bằng chiến công gây dựng nên làm sao có thể nói là may mắn địch tướng quân phạm công và chúng ta đều kỳ vọng cao ở tướng quân chỉ mong tướng quân có thể giống như phi tướng quân bật ngựa vung đao bình định tây bắc khiến người hồ không dám đảo loạn trung nguyên làm cho thiên hạ yên ổn ta nguyện dốc hết sức lực đem giúp việc cho tướng quân cũng mong tướng quân chớ tự coi nhẹ mình lại lập kỳ công như nay thiên tử phấn chấn phải nghĩ kế sách làm cho nước hương thịnh đúng là ta và tướng quân cùng đang có cơ hội thật tốt địch thanh thấy thần sắc phú bậc chân thành tha thiết sau một lúc lâu mới nói địch mổ ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của mọi người nụ cười của phú bậc lộ vẻ vui mừng thay đổi đề tài nói người nước hạ mấy lần tấn công tống cảnh thiên tử tức giận lúc này mới dốc hết sức chủ chiến nhưng nghe nói trước đây ít năm cốc tư la bổn phái bất không đến kinh thành mời Thái Hậu xuất binh hợp sức đánh Nguyên Hạo. Địch Thanh nhớ tới bất không, trong giây lát lại nghĩ tới đám người quách tuân, thần sắc thổn thức. Sau này, hắn lại theo lời kể của Diệp Tri Thu biết được, bất không còn từng yêu cầu ngũ lông với Thái Hậu. Phú Bật tiếc Hận nói, khi đó, vốn có cơ hội tốt để tiêu diệt Nguyên Hạo. Nhưng lúc trước, Thái Hậu không chú ý tới Tây Bắc, cuối cùng làm cho sự việc không thành. Lần này, ta gánh trách nhiệm nặng nề trên vai, muốn thuyết phục cốc tư là xuất binh nhưng cuối cùng có thể được hay không trong lòng cũng không chắc chắn không biết địch tướng quân có đề nghị gì không